Vương Phi đa tài đa nghệ, Hạ Thương Mai. Chương 736, đuổi đi. Vốn dĩ Mộ Dung Khanh nghĩ tối nay ăn cơm xong sẽ dẫn Thương Mai ra ngoài đi dạo, nhưng cô rất mệt, thắt lưng đau nhức, sau khi tắm rửa xong thì nằm lì trên giường không muốn nhúc nhích. Mộ Dung Khanh thở dài nói, mới hoạt động có thế mà đã không đứng dậy nổi rồi, sao sinh được đây? Thu ánh mắt như dã thú kia của người lại, Thương Mai ỉu xìu nói. Nàng nằm thế, không khỏi khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ. Quả nhiên đáy mắt Mộ Dung Khanh bùng lên một ngọn lửa rực. Người thay đổi rồi, không còn là kiểu lầm lì, giờ là nhiếp chính vương cợt nhả rồi. Thương Mai khẽ vỗ đầu, ra vẻ tiếc rẻ nói. Mộ Dung Khanh cười nhạo, được rồi, không chọc nàng nữa, vốn muốn ra ngoài đi dạo cùng nàng, thôi vậy, hôm qua hoàng thượng sai người đưa sổ gấp đến, ta còn chưa đi xem, nàng ngủ đi, ta đến thư phòng xem sổ gấp. Sổ gấp hoàng thượng đưa đến chỉ viết một số chuyện dâu ria không quan trọng, hắn vẫn là nhiếp chính vương, dù thế nào cũng phải để hắn tham gia vào chuyện chính sự trong triều. Nói ngắn gọn, chính là làm dáng một chút. Mộ Dung Khanh cũng rất nhàn rỗi, xem sổ gấp cũng chỉ là cho có mà thôi. Nhưng, việc mà hoàng thượng cho là việc nhỏ thì hắn lại không cho là như vậy, hắn vẫn luôn cho rằng, đất nước không có việc nhỏ. Và lại, vụ án của Châu Tam, bên phía Lương Đại Nhân vẫn không tra ra được gì, hắn cho rằng chuyện này có mở ám. Sau khi Mộ Dung Khanh rời đi, Du Ma Ma lấy thuốc mỡ đi vào, nói, Vương Phi, nô tỳ thoa giúp người. Thương Mai xấu hổ, sắc mặt đỏ rực, không cần, không sao, ngủ một giấc là tốt. Du Ma Ma cười nói, không cần xấu hổ, nô tỳ lớn tuổi rồi, có chuyện gì mà chưa từng thấy. Bây giờ vương gia ngày càng quan tâm người, trong lòng nô tỳ rất vui vẻ. Thương Mai duỗi duỗi cổ, nhà đầu tiểu khuyên kia đâu rồi? Đuổi đi rồi, Du Ma Ma biết cô xấu hổ, cười nói. Lúc này Thương Mai mới vén chăn ra, bây giờ tiểu khuyên vẫn chỉ là một nha đầu chưa xuất giá, những chuyện này, vẫn nên tránh dậy hư bạn nhỏ. Cô nằm nhoài lên giường, Ma Ma cho thuốc mỡ ra lòng bàn tay, trà sát đến khi thuốc mỡ nóng lên, sau đó mở hai tay ra, dán sát vào lưng Thương Mai, bắt đầu xoa bóp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sức lực của bà ta vừa vặn, không quá mạnh cũng không quá nhẹ, vừa ấn xuống, Thương Mai lập tức thoải mái phát ra tiếng hừ lạnh. Du Ma Ma vừa xoa bóp vừa nói, bây giờ vương gia và vương phi tốt như vậy, nếu có thể dệt hoa trên gấm, vậy thì càng tốt hơn. Thương Mai biết dệt hoa trên gấm bà ta nói là ý gì, cũng biết bà ta vẫn luôn áy náy về bát hồng hoa ngày đó, bèn an ủi, Ma Ma, thật ra nhìn từ góc độ dược lý, hồng hoa chỉ khứ ứ hoạt huyết, sẽ không khiến cho không mang thai được, người đừng để ở trong lòng. Vương Phi nói như vậy là để an ủi nô tỳ mà thôi, sau đó nô tỳ tra cứu rất nhiều về tác dụng của hồng hoa, cũng đã hỏi ngự y nhiều lần, nếu người bình thường uống phải, vấn đề không lớn, chỉ là, khi đó Vương Phi bị thương, thân thể hư hàn, bát hồng hoa kia, nô tỳ cho liều lượng cực mạnh. Du Ma Ma nói rồi nghẹn ngào. Thương Mai lật người nắm chặt tay bà ta, Ma Ma, người đừng như vậy, người đã làm rất nhiều cho ta rồi, những ngày tháng này, người trải qua biết bao trắc trở nan nguy cùng ta. Nếu không có ngươi, có lẽ ta đã chết từ lâu, danh phận giữa chúng ta là chủ tớ, nhưng trong lòng ta, ngươi chính là trưởng bối của ta, về sau đừng nói lời như vậy nữa, huống hồ, chúng ta còn rất nhiều thời gian, sao có thể áy náy lẫn nhau cả đời được chứ? Nước mắt Du Ma Ma đong đầy khóe mắt, Vương Phi, ngươi càng đối xử tốt với nô tỳ, trong lòng nô tỳ càng áy náy khó chịu. Đừng như vậy, ngươi khó chịu, trong lòng ta cũng không thoải mái. Ma Ma vội vàng lau nước mắt. Không nói, không nói nữa, xoa bóp thêm một lát. Thương Mai nói lời thấm thía, Ma Ma, người nghe ta nói, bây giờ cuộc sống của ta rất tốt, rất hài lòng, người biết trước kia ta phải trải qua những ngày tháng thế nào, luôn không ai quan tâm, không ai để ý, bây giờ ta có lão thất, có ngươi và tiểu khuyên, đã rất hạnh phúc rồi, ta cảm thấy thỏa mãn lắm, còn chuyện con cái, giống như ngươi nói vậy, chỉ là dệt hoa trên gấm, có hay không cũng không sao cả. Đừng, đừng nói lung tung. Chắc chắn sẽ có, Du Ma Ma vội vàng nói. Nếu ngươi thật sự muốn ta có, vậy sau này ngươi lại điều dưỡng cơ thể cho ta, ta còn trẻ, không phải dân gian có câu nói, không sợ xấu hổ, 49 vẫn sinh sao? Du Ma Ma cười phụt thành tiếng, 49 còn sinh. 19 đã sinh, 49 được ôm chắt trai rồi. Thương Mai trợn mắt, ôm cháu trai còn tạm được, chắt trai. Chỉ là, lấy việc người cổ đại tảo hôn sinh con sớm để suy đoán. Rất nhiều người 15-16 đã sinh con,
32 tuổi là có thể làm bà nội, quả thật chừng 49 tuổi là có thể ôm chắt trai rồi. Mộ Dung Khanh xem sổ gấp một lát, trong đầu lại luôn nghĩ đến chuyện trước đó Thương Mai bị bệnh ngủ mê man và chuyện vợ chồng Châu Tam tử vong, hắn vẫn luôn nghĩ, liệu hai chuyện này có liên quan đến nhau hay không. Nhưng mà, làm thế nào cũng không liên hệ được với nhau, giết hai người dân thường, nếu bọn họ không đi tìm Châu Tam, căn bản sẽ không phát hiện chuyện này. Như vậy, sẽ có ảnh hưởng gì đối với bọn họ? Hắn nghĩ không ra, đầu óc trở nên nóng nảy, hô một tiếng, Nghiêm Vinh. Nghiêm Vinh vội vàng vén rèm đi vào, vương gia, có thuộc hạ. Đi đến nha môn một chuyến, hỏi Lương Đại Nhan vụ án của Châu Tam điều tra thế nào rồi. Mộ Dung Khanh nói. Vâng, thuộc hạ lập tức đi. Nghiêm Vinh vội vàng lui ra ngoài. Trước đó Lương Đại Nhân từng nói, nếu như có tin tức sẽ sai người đến thông báo. Mộ Dung Khanh biết nha môn vẫn chưa có tiến triển gì, chỉ là trong lòng của hắn thật sự rất sốt ruột, để Nghiêm Vinh đi cũng chỉ là tăng thêm áp lực mà thôi. Sau khi Nghiêm Vinh đi, hắn tiếp tục xem sổ gấp. Quả thật đều là chuyện rườm rà, nhưng bởi vì sai Nghiêm Vinh đi rồi, trong lòng thoáng ổn định hơn chút, cũng xem nghiêm túc cẩn thận hơn. Nghe thấy tiếng vén rèm trâu, hắn tưởng là Thương Mai đến, cũng không ngẩng đầu lên, nói, không phải bảo nàng nghỉ ngơi cho tốt sao. Mùi son phấn nồng nặc xông vào mũi, vàng ngọc va vào nhau vang lên tiếng đinh đang. Thiếp thân bái kiến vương gia. Giọng nói nũng nịu, lại không phải là Thương Mai. Mộ Dung Khanh bất chợt ngẩng đầu, lập tức có một tầng sương lạnh phủ lên khuôn mặt tuấn tú, ai cho ngươi đi vào. Uyển Tuệ bị hơi thở lạnh lùng của hắn dọa cho sững lại, nhưng mà, nàng ta từng nhìn thấy dịu dàng của hắn khi nói chuyện với Thương Mai, nàng ta không tin vương gia sẽ không thích nàng ta. Nàng ta tiến lên một bước, giọng điệu lại càng mềm mại, vương gia, tối nay thiếp thân đến là có lời muốn nói với người. Ra ngoài, Mộ Dung Khanh lạnh lùng nói. Trong lòng nàng ta khiếp sợ, nhưng không lùi về phía sau, trái lại còn tiếp tục tiến lên một bước, vì cử động nên lụa mỏng trên bờ vai tuột xuống, lộ ra nửa phần bả vang trắng nõn như ngọc. Vương gia, Hoàng Thái Hậu dặn dò thiếp thân hầu hạ người thật tốt. Nàng ta luôn luôn bày ra động tác thanh nhã. Nhưng sau khi nói xong câu này lại sải bước xông đến, đưa tay muốn ôm Mộ Dung Khanh. Đau, đau, nàng ta đau đến mức nhe răng nghiến lợi, sắc mặt trắng bệch. Mộ Dung Khanh bắt lấy cổ tay nàng ta, đối phó với một cô gái yếu ớt, hắn lại ra tay không hề nhẹ, chỉ nghe thấy, rắc, một tiếng, xương tay cũng bị bóp nát rồi. Nghiêm Vinh, Nghiêm Vinh, Mộ Dung Khanh nghiêm nghị gọi. Nghiêm Vinh đã ra ngoài làm việc, hắn nhất thời tức giận nên không nhớ rõ. Nhưng thị vệ nghe thấy tiếng hắn gọi thì xông vào, lại nhìn thấy Uyển Tuệ tiểu thư vẫn luôn kiêu căng xinh đẹp đang ngã ngồi trên mặt đất, thút thít khóc. Vương gia, Mộ Dung Khanh lạnh lùng nói, ném nàng ta ra ngoài, bản vương không muốn gặp lại nàng ta. Vâng, thị vệ lập tức bước lên làm việc. Uyển Tuệ khóc lóc cầu xin tha thứ, vương gia, thiếp thân sai rồi, thiếp thân không dám nữa, cần xin người đừng đuổi thiếp thân đi. Chương 737, phương pháp giải cổ. Sắc mặt Mộ Dung Khanh đen như đáy nồi, thị vệ nào dám ở lại. Kéo nàng ta ra ngoài. Khi kéo ra cửa thư phòng, lại gặp Thương Mai và Du Ma Ma đi đến. Du Ma Ma thấy Uyển Tuệ khóc lóc thảm thiết bị lôi ra ngoài, lập tức đoán được đã xảy ra chuyện gì, lạnh mặt nói, đồ không biết xấu hổ. Uyển Tuệ nhìn thấy Thương Mai, vội vàng bò đến cầu xin cô, Vương Phi, ta sai rồi, cầu xin người, nói với Vương gia đừng đuổi ta đi. Thương Mai nhìn nàng ta, nói với thị vệ, trước tiên đưa về Lam Nhược Các. Vâng. Uyển Tuệ thấy Thương Mai không đuổi nàng ta đi, sắc mặt lập tức buông lỏng, hai bàn tay siết chặt, chỉ cần nàng ta còn ở vương phủ, vậy chắc chắn sẽ có cơ hội. Sau khi thị vệ kéo nàng ta đi rồi, Du Ma Ma không hiểu nói, Vương Phi, vì sao người còn muốn giữ nàng ta lại trong phủ? Người này chính là tai họa. Thương Mai nhìn Du Ma Ma, nói, thứ nhất, cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết ai là người bỏ thuốc ta, nếu như là Uyển Tuệ này thì sao? Thứ hai, nàng ta là người của Hoàng Thái Hậu, cho dù muốn đưa nàng ta đi, vậy cũng phải đưa trở về chỗ Hoàng Thái Hậu. Nhưng mà, giữ lại nàng ta ở đây, Du Ma Ma nhìn Thương Mai, muốn nói sợ rằng Uyển Tuệ sẽ mê hoặc, quyến rũ vương gia, nhưng nghĩ lại vương gia đã đuổi nàng ta đi, chắc là sẽ không. Thương Mai cười nói, Ma Ma, ta biết ngươi đang nghĩ đến cái gì. Nhưng ta tin tưởng vương gia. Du Ma Ma gật đầu, đúng vậy, nô tỳ cũng tin tưởng vương gia. Thương Mai gật đầu nói, người đi làm chút đồ ăn cho người, ta ngồi ăn, trò chuyện với người một lát.
Vâng, Zuma Ma nghe thấy hai người muốn nói chuyện bồi dưỡng tình cảm, trong lòng vui vẻ, vội vàng rời đi. Thương Mai bước vào thư phòng, thấy sắc mặt Mộ Dung Khanh vẫn đen xì, cười nói, không biết thương hương tiếc ngọc gì cả. Mộ Dung Khanh lườm cô một cái, khẩu vị của bản vương còn chưa đến mức kém như vậy. Thương Mai đi đến, chống cùi trỏ lên bàn, tay nâng quai hàm nói, nếu nói như vậy, ta chính là một món ăn ngon phải không? Tạm được, Mộ Dung Khanh cầm sổ gấp khẽ gõ lên đầu cô, cả người toàn xương, nếu có thêm ít thịt sẽ càng ngon hơn. Thương Mai cười hi hi, người đừng nói vậy, có một vài thời đại, lấy gầy tượng trưng cho cái đẹp. Có một vài thời đại, Mộ Dung Khanh lẳng lặng nhìn cô, đặt sổ gấp trong tay xuống, Thương Mai, giữa chúng ta, có một số chuyện cần thẳng thắn. Thương Mai thấy hắn bỗng nhiên nghiêm túc, sắc mặt cũng nghiêm chỉnh hơn. Mộ Dung Khanh đứng dậy, kéo cô đến cạnh giường nhỏ ngồi xuống, nói, đầu tiên, ta muốn thẳng thắn với nàng một chuyện, hy vọng nàng có thể tha thứ cho ta. Người làm chuyện gì, đầu óc Thương Mai lập tức xoay chuyển, trong lòng nảy sinh cảnh giác, không phải vừa rồi nàng ta đạt được như ý rồi đấy chứ. Mộ Dung Khanh hắng giọng, là như vậy, chuyện đồng mệnh cổ, nàng cũng biết, phải không? Thương Mai nghe thấy hắn nhắc đến chuyện đồng mệnh cổ, trong lòng lập tức trở nên nặng nề. Đúng vậy, đến bây giờ còn chưa tìm được cách giải đồng mệnh cổ. Loại cổ độc này rất lợi hại, rất bá đạo, gần như là không có phương pháp giải cổ. Tin rằng nàng cũng từng hỏi Tôn Phương Nhi rồi, Tôn Phương Nhi là mắt xích quan trọng để giải cổ, nhưng mà, thật ra chính bản thân nàng ta cũng không hề chắc chắn. Thương Mai nắm chặt tay hắn, khẽ nói, chúng ta nhất định sẽ tìm ra cách, không sao. Mộ Dung Khanh há to miệng, đáy mắt lóe vẻ bối rối. Cô nói như vậy, hắn lại càng khó nói lên lời rồi. Ta còn chưa xem xong sách thuốc Ôn Đại Phu để lại, có lẽ trong sách thuốc của nàng ta có ghi chép phương pháp giải cổ. Vì vậy, người đừng lo lắng quá. Mộ Dung Khanh thấy hai đầu lông mày cô đã nhăn chặt lại, đưa tay vuốt cho cô, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ nghĩ ra cách, nhưng cũng không cần mệt mỏi quá, bởi vì ta biết giải đồng mệnh cổ thế nào. Thương Mai trừng to mắt nhìn hắn, người nói cái gì? Sao người lại biết cách giải đồng mệnh cổ? Không phải là ta biết có người biết cách giải. Ai? A Sà Cô Cô? Sao người không nói sớm? Thương Mai nhảy dựng lên, chúng ta lập tức đi tìm nàng ta. Mộ Dung Khanh giơ tay giữ chặt cô, trong con người đen nhánh ẩn chứa né tránh, dường như là chột dạ, nàng tìm nàng ta cũng vô dụng. Vì sao? Mộ Dung Khanh ấp úng hồi lâu, không nói lên lời nguyên cớ vì sao. Người nói đi chứ, Thương Mai gấp muốn chết. Mộ Dung Khanh hít sâu một hơi, được rồi, ta nói. Trong mắt hắn xoay chuyển, vừa rồi nghe nàng dặn Du Ma Ma đi làm chút gì ăn. Sao lâu như vậy còn chưa mang đến? Mộ Dung Khanh, Thương Mai nổi giận gầm lên, đáy mắt dâng đầy tức giận. Mộ Dung Khanh bất mãn nhìn cô, nàng tức giận gì chứ? Không phải chỉ là đồng mệnh cổ thôi sao? Đào hoa cổ ta còn không sợ, sợ gì đồng mệnh cổ? Ngươi giải rồi, Thương Mai kìm nén cơn giận, trong đầu suy nghĩ xem con dao nào trong phòng bếp sắc nhất. Vẫn chưa, nhưng mà, muốn giải cổ cũng không khó. Nói đi. Thương Mai nhào đến, giơ tay bóp cổ hắn, người muốn ta nóng ruột đến chết à? Chẳng phải sợ nàng tức giận sao? Mộ Dung Khanh thuận thế ôm lấy cô, lăn một vòng trên giường nhỏ, được rồi, ta thành thật khai báo là được chứ gì? Thương Mai giơ tay đấm mấy phát vào ngực hắn, nói. Mộ Dung Khanh ngồi thẳng người, đỡ lấy bờ vai cô, nói ta có phương pháp giải cổ, nhưng cần dùng một giọt máu của người hạ cổ. Tôn Phương Nhi. Đúng, Mộ Dung Khanh gật đầu. Vậy chẳng phải rất đơn giản sao? Đôi mắt hạnh của Thương Mai trợn tròn, chuyện đơn giản như vậy, vì sao người không nói sớm? Uống máu của người khác, rất bẩn. Mộ Dung Khanh tỏ vẻ ghét bỏ nói. Thương Mai nhìn hắn, lạnh lùng nói, đây không phải là một lý do tốt. Nhưng chính là lý do này. Thương Mai nhìn hắn, thấy dường như trong mắt hắn có trốn tránh, trong lòng sáng tỏ. Hắn không muốn giải cổ, bởi vì sau khi giải cổ, hắn không còn lý do gì giữ lại tính mạng Nam Hoài Vương nữa. Trong lòng của hắn vẫn luôn nhớ đến người huynh đệ kia. Cho dù mỗi ngày người huynh đệ kia đều thắp nhang cầu Phật mong hắn chết. Thương Mai chưa từng biết tình cảm ruột thịt là thế nào, nhưng lúc trước cả nhà Hạ Hoè Quân làm những chuyện đó với cô vẫn nhớ rõ cảm nhận còn sót lại của nguyên chủ trong cơ thể cô. Ra tay với người thân là chuyện tàn nhẫn nhất trên thế giới này. Lão thất ngoài lạnh, nhưng trong lòng không lạnh. Thật ra hắn là một người để ý đến tình thân nhất.
Nếu như không phải, tại thời điểm hắn nắm quyền lớn trong tay, Đại Chu đã sớm. Cô không vạch trần hắn, tỏ vẻ tin lý do của hắn, khuyên nhủ, cho dù có bẩn, vì ta, người phải giải cổ độc. Sắc mặt Mộ Dung Khanh trở nên khó khăn, thật ra còn một nguyên nhân, đó chính là, phải dùng thuốc này 3 lần, 1 tháng 1 lần. Người sợ Tôn Phương Nhi biết người muốn giải cổ, không chịu đồng ý giúp người. Thật ra chính Tôn Phương Nhi cũng không biết phương pháp giải cổ, chỉ biết giải cổ cần dùng máu nàng ta. Vậy người lo lắng cái gì? Mộ Dung Khanh im lặng một lát, nói, người giải cổ này nhất định phải cam tâm tình nguyện giúp ta. Vì sao? Thương Mai giật mình, không phải chỉ cần máu của nàng ta sao? Còn bản thân có cam tâm tình nguyện hay không, căn bản không liên quan. Giống như người muốn dùng một loại thuốc chữa bệnh, còn phải cân nhắc cảm nhận của thuốc sao? Cô cảm thấy thật vô lý. Trong phương thuốc viết như vậy, nói nếu như người hạ cổ không cam tâm tình nguyện giải cổ, máu của nàng ta sẽ tăng cường độc tính của cổ độc, sẽ nguy hiểm đến tính mạng của ta. Chương 738, bí mật của chúng ta. Thương Mai không quá tin tưởng, thuốc này từ đâu tới, có thể cho ta xem được không? Mộ Dung Khanh đứng lên đi đến trước giá sách, lấy mấy quyển sách ra rồi tìm tòi bên trong sau đó lấy ra một cái hộp gỗ. Hắn quay trở lại, đưa hộp gỗ cho Thương Mai. Thương Mai nhận lấy, bàn tay chạm vào hoa văn khắc trên hộp gỗ, là cây đàn hương, mặt ngoài hộp có khắc mấy con trùng độc, hình dạng dữ tợn. Hai bên hộp lại khắc một đóa hoa sen, cái đế của hoa sen khắc một chữ, vạn, trên đó được chạm khắc hoa văn đám mây. Hộp gỗ nhìn đã cũ, cái đáy hơi mòn. Hộp gỗ đàn hương được khóa bằng một chiếc khóa đồng, cô vươn tay nhẹ nhàng ấn đầu đồng, hộp gỗ đàn hương rắc một cái mở ra. Một sấp giấy nằm lẳng lặng dưới đáy hộp. Là một sấp. Thương Mai lấy tờ đầu tiên ra, kim thiền cổ. Tờ thứ hai, tình cổ. Tờ thứ ba, xà cổ. Tờ thứ tư, thạch đầu cổ. Tờ thứ năm, đồng mệnh cổ. Bên dưới vẫn còn một đống lớn. Thương Mai đặt lại xuống đáy hộp, cô cầm xem phương thuốc đồng mệnh cổ con kiến. Ngũ bộ xà, bò cạp, nhện sáu mắt, bò cạp vàng, máu của người hạ cổ cam tâm tình nguyện cho. Cổ thật là phải cam tâm tình nguyện. Thương Mai đặt tờ giấy xuống, nhíu mày nói, số trùng độc này, mấy con trước còn dễ tìm, nhưng mà nhện sáu mắt và bò cạp vàng thì biết tìm ở đây. Những thứ này cũng không phiền toái, đều có sẵn. Không hiểu vì sao vẻ mặt của Mộ Dung Khanh lại có vẻ đặc biệt chột dạ. Có sẵn, Thương Mai nghi ngờ nhìn hắn. Mộ Dung Khanh cúi thấp đầu, giấm. Giấm, ngữ khí của Thương Mai hơi lạnh, ý người là giấm người vẫn cho ta uống chính là ngâm từ mấy con trùng độc này. Nói đúng hơn thì là rượu kiến. Mộ Dung Khanh liếc mắt. Thương Mai tức giận run người, một lúc sau cô mới lắc tay, người còn giấu ta cái gì nữa. Mộ Dung Khanh lắc đầu như chống bỏi, không có, lúc này thật sự không có nữa. Thương Mai cũng không so đo với hắn nữa, cô tiếp tục xem ghi chú dưới phương thuốc. Chỉ là, lời của cô A xà lại khiến cô không quá tiếp thu. Ở đây nói cần trong lòng người hạ cổ cam tâm tình nguyện cho 3 giọt máu. Là bởi vì người hạ cổ vốn dùng tâm tư thật sự muốn hạ cổ để làm nó, cổ độc cũng coi như là kỹ năng cần khống chế, như vậy sẽ kiểm soát được năng lượng. Năng lượng này, Thương Mai dùng oán khí hoặc quỷ gì đó để giải thích, tuy rằng cô là người xuyên qua nhưng rốt cuộc cũng xuất thân chính quy Tây Y, rất tin khoa học, tuy rằng cô không có mâu thuẫn với vấn đề thần quái nhưng nói muốn tin thì lại không làm bản thân tin phục được. Đây là nguyên nhân bổn vương cảm thấy khó hiểu, thật ra giải cổ thấy cổ khó hiểu cũng không sao. Chỉ cần lão bát không chết thì ta cũng không có nguy hiểm. Mộ Dung Khanh giải thích. Thương Mai nói, người có thể bảo vệ hắn cả đời không? Cho dù hắn không bị giết thì cũng sẽ chết vì bệnh. Thương Mai nói xong, nhìn thấy mặt hắn giống như biến sắc thì biết trong lòng hắn vẫn không qua được một cửa kia. Cô thở dài, cổ thì vẫn phải giải, bên Tôn Phương Nhi ta sẽ nói chuyện với nàng ta, cùng lắm là lại làm thêm một giao dịch, hơn nữa phải làm thật nhanh. Nếu không sớm hay muộn nàng ta cũng chết ở trong tay hoàng thượng. Được, lúc này Mộ Dung Khanh lại không phản bác nữa. Thương Mai bình tĩnh nhìn hắn, nghiêm túc nói, lão thất, ta thật lòng nói với người, nếu ta và người đã kết thành phu thế thì chỉ có ta là thật sự cùng mệnh với người, không phải Nam Hoài Vương, lão bát là người có tâm tư rất sâu, người không thể biết sau này hắn ta sẽ như thế nào, ngay cả hắn ta đồng ý buông bỏ dã tâm thì hoàng thượng cũng sẽ không tin hắn, người nói ta ích kỷ cũng được. Nói ta vô tình cũng được, ta phải bảo đảm phu quân của mình bình an vô sự, nắm tay ta cả đời, người vẫn không nói yêu ta. Nhưng ta biết người quan tâm ta, nếu quan tâm ta,
ta hy vọng người cũng để ý cảm xúc của ta. Mộ Dung Khanh cảm động, đôi mắt phượng híp lại thành một đường thẳng, giống như muốn che giấu tất cả cảm xúc trong đôi mắt, nhưng mà, hắn lại lập tức mở to mắt, để lộ tất thảy suy nghĩ trong đáy lòng. Thương Mai học thêm tâm lý học, biết trước kia hắn có thói quen che giấu cảm xúc, nhưng mà hành động mở to mắt nhìn cô kia chứng tỏ hắn đồng ý chậm rãi thay đổi. Cô biết người trước mắt này cả đời cũng không thể nhiệt tình thể hiện cảm xúc của bản thân lên khuôn mặt, đây là tính cách của hắn. Cô buồn bực, quyến rũ Nhiếp Chính Vương. Mama mang đồ ăn khuya tới, Mộ Dung Khanh nói lấy một vò rượu đến, hắn cảm thấy nếu đêm nay hắn đã thẳng thắn một chuyện thì Thương Mai cũng nên thẳng thắn. Chén rượu của hai người được rót đầy, Mộ Dung Khanh không cần người hầu hạ, dù Mama bèn lui ra ngoài cửa. Mộ Dung Khanh nâng chén lên, đôi mắt nhìn chằm chằm Thương Mai. Nói, Thương Mai, ta đã nói chuyện mà ta giấu nàng rồi, có phải nàng cũng nên nói cho ta biết chuyện nàng giấu ta hay không? Thương Mai vừa cầm chén rượu lên thì nghe được lời này của hắn, trái tim đập thịt một cái gì? Có ý gì, ta giấu người chuyện gì sao? Hay là, hắn đã biết chuyện son và túi thơm? Quân y đặc công, thời đại này của chúng ta, Mộ Dung Khanh nhắc nhở. Thật ra Thương Mai từng lộ miệng rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn luôn không hỏi. Thương Mai đặt chén rượu xuống, cười nhạt nói cái gì vậy? Quân y đặc công cái gì? Có chút lời không phải không thể nói, chính là nói ra cũng không ai tin. Lão thất sẽ cho rằng cô điên rồi. Mộ Dung Khanh như cười như không nhìn cô, không hiểu phải không? Thương Mai bị hắn nhìn chăm chú như vậy, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Mộ Dung Khanh thấy cô mãi không lên tiếng thì nói, thôi vậy, ta nghĩ ta đã nói bí mật của ta, có lẽ nàng cũng sẽ mở rộng cửa lòng. Nếu nàng không muốn nói thì không cần nói. Thương Mai cầm chiếc chén sứ trắng viền vàng, do dự ngẩng đầu dùng đôi mắt sáng trong nhìn hắn, thật ra không phải ta không muốn nói, chỉ sợ người không tin thôi. Lời nàng nói ta đều tin, Mộ Dung Khanh nói. Thương Mai uống một ngụm rượu, sau đó đặt chén xuống, không biết nên bắt đầu từ đâu. Thật lâu sau, cô mới lên tiếng, người còn nhớ trước kia ta có một chiếc nhẫn tên là Đoạt Phách Hoàn không? Ừ, nhớ rõ. Nó tên là Đoạt Phách Hoàn à? Mộ Dung Khanh gật đầu. Đúng vậy, Đoạt Phách Hoàn là kết quả của công nghệ cao, Đoạt Phách Hoàn đi tới đây cùng ta cũng rất ngạc nhiên. Mộ Dung Khanh nghi hoặc, kết quả của công nghệ cao. Đi theo nàng đến đây. Thương Mai suy nghĩ giây lát rồi nói, có lẽ, ta tự giới thiệu một chút, ta tên là Hạ Thương Mai, là quân y đặc công thuộc bộ đội Đông Nam của nước Z ở thế kỷ 21, không phải là con gái của Hạ Hoè Quân, không. Hoặc là nói thân thể này là con gái của Hạ Hoè Quân, nhưng đầu óc thì không phải. Mộ Dung Khanh hơi run sợ, thân thể của nàng là đúng, nhưng đầu óc không phải. Đầu óc của nàng từng bị người đổi. Thương Mai biết rất khó để người tin tưởng, cũng rất khó giải thích rõ ràng, bởi vì chính cô cũng không hiểu. Nghĩ mãi cũng không tìm được cách nói nào dễ hiểu hơn, bèn phải nói theo cách thần quái, chính xác mà nói thì cơ thể thì phải, nhưng linh hồn thì không, linh hồn của ta đến từ ngàn năm sau. Ở trong thế giới của chúng ta, thời đại lúc này là một phần của lịch sử, lúc ta đi làm nhiệm vụ đã không may mất mạng, nhưng cơ thể của ta chết còn linh hồn của ta lại xuyên qua thời không, đi tới Đại Chu, nhập vào cơ thể Hạ Thương Mai, từ đó về sau, ta ở trong cơ thể của nàng, sống thay nàng. Chương 739, Hồ Ly Tinh. Mộ Dung Khanh nhớ tới lời nói lúc trước của cô, tuy rằng cảm thấy hoang đường nhưng trong lòng vẫn tin tưởng ít nhiều. Thương Mai nhìn sắc mặt hắn. Hỏi, lúc trước ta từng nói chuyện này với người nhưng người không hỏi nhiều, vì sao bây giờ lại muốn biết? Mộ Dung Khanh trầm giọng nói, bây giờ ở dân gian đang loan truyền một câu chuyện, có lẽ nàng chưa từng nghe đến. Chuyện gì? Thương Mai ngẩn ra. Mộ Dung Khanh quay lại bàn, cầm một cái tấu sớ đưa cho Thương Mai, đây là tấu sớ của Tri Phủ Thứ Châu. Thương Mai nghi hoặc cầm lấy xem, sau khi xem xong, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tri Phủ Thứ Châu nói về lời đồn đãi của Vương Phi Nhiếp Chính Vương ở Thứ Châu, lời đồn này còn huyên náo vô cùng. Nói Hạ Thương Mai, Vương Phi Nhiếp Chính Vương bây giờ là hồ ly tinh, hại nước hại dân, có cao tăng còn nói nếu Vương Phi không chết thì Đại Chu sẽ diệt vong ở trong tay nàng. Tri Phủ Thứ Châu đưa tấu sớ lên, mong Hoàng thượng điều tra rõ chuyện này, bình ổn khủng hoảng trong lòng dân. Vốn không muốn nói việc này cho nàng biết, nhưng nếu ta muốn nghĩ cách đối phó với lời đồn này thì phải hỏi rõ ràng mới hiểu được. Mộ Dung Khanh nhẹ giọng nói. Vừa rồi người đang nhìn tấu sớ này. Thương Mai hỏi. Đúng vậy, ta không thể xem tấu sớ trước khi Hoàng thượng xem được. Thương Mai cười lạnh, hiện giờ danh vọng của ta ở Đại Chu rất cao,
lại lập công trở về từ Bắc Mạc, lúc này lại vẽ ra cái hồ ly tinh, dân chúng kiêng kỵ quỷ thần, nhất định sẽ coi ta là yêu nghiệt, căm ghét ta. Nàng không cần lo lắng nhiều, chỉ cần nói lại lai lịch của nàng lần nữa, ta tính toán đi tìm lão tổ tông. Lão tổ tông, Thương Mai ngẩn ra. Đúng vậy, có lẽ lão tổ tông và nàng cùng đến từ một nơi. Đôi mắt Thương Mai đen như mực, người, chắc chứ? Không chắc lắm, nhưng có lẽ là đúng. Nhưng người cũng không biết lão tổ tông ở đâu. Thương Mai biết lúc này nhìn như nhắm vào cô mà đến nhưng thực chất lại nhắm vào lão thất. Hiện giờ lão thất vẫn treo danh hiệu nhiếp chính vương, hoàng thương không xóa bỏ, như vậy nói thế nào cũng coi như nắm quyền. Hắn lập công trở về, hoàng thượng khen ngợi hắn, ban thưởng cho hắn rất nhiều đồ vật, đã biểu lộ rõ khí độ của hoàng đế, ân điển của thiên gia, nhưng nếu truyền thuyết trong dân gian này có thể náo loạn đến trong kinh, hoàng thượng phải xử lý việc theo lẽ công bằng thì không còn gì hợp lý hơn. Người đoán được là ai làm, đúng không? Thương Mai nói. Mộ Dung Khanh đặt lại tấu sớ sang một bên, thản nhiên nói, biết. Thương Mai lắc đầu, ngoài tìm lão tổ tông ra thì không còn cách nào khác sao. Mộ Dung Khanh xoay chiếc nhẫn trên tay, con người cụp xuống, lại khó nén ánh sáng trong mắt, cách thì vẫn có. Hắn vẫn chưa nói là cách gì, nhưng Thương Mai biết cách mà hắn nghĩ nhất định là cách mà không đến lúc không còn cách nào khác thì sẽ không làm. Đến lúc đó, tình thân gì cũng không đáng nhắc đến. Trong lòng Thương Mai cũng là buồn bực không nói nên lời, bất lực, càng nhiều chính là phẫn nộ. Vốn tưởng rằng ít nhiều cũng có thể bình yên được hai tháng, không ngờ hoàng thượng lại giở trò nhanh như vậy, hơn nữa lúc này ra tay lại sạch sẽ lưu loát, không ai có thể nghĩ là hắn ta. Lại nói, lấy yêu nghiệt đến bịa đặt cô là cách nhanh có hiệu quả nhất, đối với loại chuyện này, dân chúng đều là thà tin là có chứ không hề không tin. Ngày mai ta sẽ đi Thứ Châu xem thử, Mộ Dung Khanh nói. Vâng, Thương Mai ngẩng đầu, đáy mắt lạnh như băng, xin lỗi. Đồ ngốc, Mộ Dung Khanh vươn tay vuốt ve mặt cô, dịu dàng cười, mấy ngày nay rảnh rỗi lại không thoải mái đâu. Thương Mai nằm dài trong ngực hắn, chỉ cảm thấy lòng chua xót vô cùng, thật ra cô biết hắn rất khát vọng những ngày như vậy. Chỉ là ngọn gió tà ác này khi nào mới có thể ngừng. Còn một việc nữa, chi phủ đương nhiệm của Thứ Châu là cha của Linh Lợi. Mộ Dung Khanh nhẹ nói. Thương Mai giật mình, chính là cái kẻ phụ lòng cưới vợ mới quên vợ cũ kia. Việc này, nàng xem rồi quyết có nên nói cho Linh Lợi biết hay không. Mộ Dung Khanh nói tiếp. Thương Mai hỏi, sao người lại biết chuyện Linh Lợi? Chuyện này vẫn là Linh Lợi nói cho cô thì cô mới biết. Lúc Linh Lợi đến bên cạnh này, ta đã tìm lão cửu hỏi rõ lai lịch Linh Lợi, nếu không phải có thể tin, ta sao có thể để nàng ta ở bên cạnh nàng được. Bàn tay to của hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, trong lòng Thương Mai cảm thấy ấm áp. Đối với chuyện của cô, hắn vẫn luôn cẩn thận như vậy, e sợ cô gặp phải chuyện không may. Nhưng ngọn gió tà ác này, chung quy vẫn khó lòng phòng bị. Muốn biết chuyện kiếp trước của ta không? Thương Mai hỏi. Mộ Dung Khanh chọc nhẹ lên trán cô, còn cái gì chưa nói sao? Lời lúc trước chỉ là đại khái, điều ta muốn nói với các người là những gì ta đã trải qua. Có lẽ là nhớ nhà, có lẽ là đúng lúc cuộc sống hiện giờ khiến người chán ghét, cô đặc biệt hoài niệm những nhiệm vụ dù là khi làm có gặp khó khăn nguy hiểm. Phu thê nói chuyện cả đêm, Mộ Dung Khanh gần như không ngủ, sáng sớm đã dẫn theo Nghiêm Vinh đi ra ngoài. Đến giữa trưa, Thương Mai đi dọn lại thư phòng, trên bàn làm việc chất đống giấy tờ, cô biết mình không nên quan tâm đến triều đình, nhưng vẫn không nhịn được lấy tấu sớ ra nhìn. Này đó đều là tấu sớ về phản ứng của người dân ở các châu, xem như tấu sớ ghi chép thường lệ, rất nhiều lần dâng tấu lên triều đình, mong hoàng thượng khen ngợi Mộ Dung Khanh. Tất cả tấu sớ đều có chữ viết màu đỏ son, có thể thấy được hoàng thượng đã xem. Hắn vốn có thể không đưa đến, nhưng hắn vẫn đưa những tấu sớ này tới, tính cả một phần của chi phủ Thứ Châu chưa phê kia nữa, chứng tỏ rằng đối với biểu hiện của Mộ Dung Khanh, thái độ của hoàng thượng là không tin. Dối trá. Thương Mai cười lạnh. Cô cẩn thận đọc lại tấu sớ của chi phủ Thứ Châu, trong đó nói rõ mười mươi chuyện cô ở tướng phủ, nói tính cách cô thay đổi lớn, tai họa người nhà, gia đình của cô đã cửa nát nhà tan sau khi hồ ly tinh báo vào. Tướng phủ sụp đổ ở trong thời gian Nhiếp Chính Vương chủ chính, cho nên dân chúng đều đồn đãi nói Nhiếp Chính Vương được hồ ly tinh khuyến khích, hãm hại trọng thần Đại Chu. Ở cuối cùng, tấu sớ lại nêu ra những công tích trong thời gian giữ chức của Hạ Thừa Tướng. Một người đã chết. Dù hắn có tội gì thì cũng không quan tâm, quan trọng là người đã chết kia có thể biến thành lưỡi dao sắc bén.
trong lòng Thương Mai có nỗi bi thương khó nói thành lời. Hiện giờ mẫu thân vẫn còn trong cung, ngóng trông bên phía An Thân Vương có thể nghĩ cách cứu bà về. Cũng phải nắm chặt chữa trị đồng mệnh cổ trong người lão thất. Thuốc thì có, chỉ còn thiếu máu. Lúc trước Tôn Phương Nhi có để lại máu, nhưng chỉ có thể dùng một lần, nói cách khác, dù thế nào cũng phải thương lượng lại với nàng ta. Nghĩ đến đây, cô vội vàng đi vào hầm chứa đá lấy cái chai lúc trước Tôn Phương Nhi để lại. Cô mở ra, lập tức ngửi thấy mùi hôi thối, cô kinh hãi, nhìn kỹ thì thấy rất nhiều sâu bò ra khỏi miệng chai, sâu có màu đỏ, ước chừng lớn bằng cây tăm, khoảng chừng hơn 10 con. Thương Mai hoảng sợ, sao máu của Tôn Phương Nhi lại biến thành sâu? Thương Mai biết lúc này vào cung chưa chắc có thể nhìn thấy Tôn Phương Nhi, nhưng cô nhất định phải gặp nàng ta, dù thế nào cũng phải thử. Cô nói Tiểu Khuyên và Ma Ma chuẩn bị, cô lập tức đi vào cung. Sau khi vào cung, cô đi thẳng đến Hy Vi cung. Bây giờ Hoàng đế vẫn còn ở ngự thư phòng, vẫn chưa hồi cung, Thương Mai nói người đi thông báo. Nhưng người trong cung lại nói Tôn Phương Nhi đi ngự thư phòng hầu hạ Hoàng thượng, không có trong Hy Vi cung. Làm sao Thương Mai chịu rời đi? Bèn nói, một khi đã như vậy, ta sẽ ở đây chờ nàng ta. Chương 740, tình cổ. Cung nhân cũng không kiên trì, nói, nếu Vương Phi muốn đợi, vậy không bằng qua nói với huyện chúa mấy câu. Đã mấy ngày nay, huyện chúa không ăn uống gì rồi. Mẫu thân làm sao? Thương Mai hoảng hốt hỏi. Chắc là ngài ấy quá thương tâm vì chuyện của hạ công tử. Cung nhân nói. Thương Mai đứng lên nói, người lập tức dẫn ta đi gặp mẫu thân. Mời Vương Phi, cung nhân phúc thân. Thương Mai vô cùng kinh ngạc, trước kia mình muốn gặp mẫu thân rất khó, sao hôm nay nói gặp là có thể gặp được vậy? Cô đi tới viện của Liên Thúy Ngữ, lại thấy có mấy thị vệ canh gác bên ngoài viện. Bọn họ thấy cô tới thì lần lượt bước tới hành lễ. Thương Mai biết những người này tới giám sát mẫu thân nên chẳng hòa nhã gì với bọn họ, chỉ theo cung nhân đi thẳng vào trong. Sau khi vào tẩm điện, cô lập tức ngửi thấy mùi thuốc. Trước giường có mấy cung nữ với hai tay buông xuôi, đứng thành một hàng, trông bà ta. Thương Mai vốn tưởng bà ta chỉ không chịu ăn uống, không ngờ đã nặng đến mức phải nằm trên giường không thể ngồi dậy. Cô bước nhanh tới và vén màn lên, chỉ thấy một gương mặt tái nhợt. Mới chỉ không gặp mấy ngày, cô không ngờ bà ta đã gầy rộc đi như vậy. Mẫu thân, Thương Mai ngồi bên giường, kéo tay bà ta và vô cùng lo lắng kêu lên. Liên Thúy Ngữ vốn đang nhắm mắt, nghe Thương Mai gọi mới chậm rãi mở mắt ra, vẻ mặt ngơ ngác một lúc mới nói, Thương Mai à? Mẫu thân làm sao vậy? Thương Mai bắt mạch cho bà ta, trong lòng chợt kinh ngạc. Mạch đập không ổn định, nhiều và dày, dương khí suy tàn, tà ác không giảm, thuộc chứng bệnh nguy hiểm. Thương Mai, con tới rồi. Liên Thúy Ngữ chậm rãi ngồi dậy, hai tay chống vào đầu giường và nhìn Thương Mai mỉm cười. Nụ cười kia làm Thương Mai cảm thấy kỳ lạ không sao nói ra được. Mẫu thân cảm thấy khó chịu ở đâu? Thương Mai cầm tay bà ta, lòng bàn tay đang nóng. Ta không khó chịu, ta rất khỏe, ta đã sớm nói với Hoàng thượng là ta không sao, ngài ấy không tin, còn cố ý gọi còn vào cung gặp ta à? Liên Thúy Ngữ nói và khẽ cười ngọt ngào. Thương Mai thầm hoảng sợ, không phải Hoàng thượng bảo con vào cung, là tự con vào. Thương Mai, Liên Thúy Ngữ kéo tay cô. Ánh mắt hạnh phúc và ngọt ngào, mẫu thân có một chuyện muốn nói với con. Mẫu thân cứ nói đi, trong lòng Thương Mai càng sợ hãi hơn. Liên Thúy Ngữ vén mái tóc trước trán và lộ ra gương mặt tinh tế, xinh đẹp, ta đã nói với Hoàng thượng về chuyện của con. Hoàng thượng hứa với ta sẽ truy phong cho Thương Mai đã chết làm quận chúa, con có chịu không? Thương Mai chấn động, nhìn gương mặt sung sướng của Liên Thúy Ngữ. Bà ta nói rồi, sao bà ta có thể nói ra? Không thể nào. Thương Mai, con không vui sao? Liên Thúy Ngữ thấy cô không nói lời nào thì nụ cười tắt dần, con nhẫn tâm để đứa con gái đã chết của ta làm cô hồn dã quỷ sao? Nàng được truy phong làm quận chúa, vậy cho dù ở cõi âm cũng có thể hưởng vinh hoa phú quý. Thương Mai đỡ bà ta và nhìn thẳng vào mắt của bà ta, mẫu thân nhìn ta đi. Liên Thúy Ngữ hất tay cô ra, con chỉ cần nói cho ta biết, con có mừng khi Thương Mai được phong làm quận chúa không? Mừng. Giọng cô lạnh lùng như đá, nhìn chằm chằm vào Liên Thúy Ngữ. Trong mắt bà ta sáng lên, đây là thật lòng vui mừng. Mừng là được rồi, mừng là được rồi. Bà ta lầm bầm nói rồi cười hạnh phúc, Thương Mai, sau này ta lại có hai đứa con gái. Mẫu thân còn có một đứa con trai nữa. Thương Mai nói, trong lòng vô cùng hoảng sợ.
Cô nhắc tới Hạ Lâm là muốn xem thử bà ta có nói ra chuyện của Hạ Lâm không. Liên Thúy Ngữ liên tục gật đầu, cao hứng nói, đúng, ta còn có một đứa con trai. Ta có hai đứa con gái, một đứa con trai. Ta nói với Hoàng thượng là Lâm Lâm giả chết, Hoàng thượng không biết vui mừng tới mức nào. Hoàng thượng còn nói muốn cưới ta. Thương Mai, con nói ta có thể lấy Hoàng thượng được không? Thương Mai lấy túi đựng kim từ trong tay áo ra, cắm xuống huyệt đương dương của Liên Thúy Ngữ. Lập tức có người lớn tiếng quát, Vương Phi, tuyệt đối không được. Người ngăn cản cô là Cấm Quân vẫn luôn đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào trong. Hắn bước nhanh qua, lạnh lùng nói, Vương Phi, Hoàng thượng đã ra lệnh, ngoại trừ ngự y thì không ai được trị liệu cho huyện chúa. Mong Vương Phi rút ra. Thương Mai nhổ kim ra. Huyệt đương dương không thể châm lâu, châm một cái là đủ rồi. Liên Thúy Ngữ giật mình, nhưng chẳng bao lâu đã tươi cười như trước, Thương Mai, con còn chưa trả lời mẫu thân đấy. Có được không, ta lấy Hoàng thượng có được không? Cấm Quân này nghe Liên Thúy Ngữ nói vậy, mới chậm rãi lùi ra ngoài. Liên Thúy Ngữ thấy Thương Mai không nói gì, ôm cổ cô và lẩm bẩm, con giận sao? Thương Mai, ta lấy Hoàng thượng thì con không vui sao? Cuối cùng bà ta ghé đầu trên vai Thương Mai và khóc. Sau đó, Thương Mai nghe được một câu có mấy từ không thể nghe rõ, cổ dễ nghe, tình cổ. Thương Mai siết chặt nắm tay, trong mắt như có lửa bốc lên hừng hực. Nhưng cô bất chợt rũ mắt xuống, che giấu tất cả. Tốt, rất tốt. Chẳng trách bỗng nhiên tìm đến cách nói hồ ly tinh, hóa ra ông ta đã sớm biết chuyện hồn phách của cô xuyên qua. Liên Thúy Ngữ vui đến chảy nước mắt nói, Thương Mai, con đồng ý đúng không? Thật tốt, không cần mẫu thân khuyên con đã đồng ý rồi. Thật tốt, vậy mẫu thân cũng yên tâm vui vẻ. Do con tự mình nói ra, cuối cùng mẫu thân cũng yên tâm rồi. Mẫu thân chỉ sợ con không muốn mẫu thân lấy Hoàng thượng. Nhưng may là con đã đồng ý. Mẫu thân cuối cùng cũng an tâm, mẫu thân rất khỏe, con cũng phải sống tốt đấy. Bà ta lặp đi lặp lại lời này nhiều lần, nhưng mẹ con đồng tâm, Thương Mai biết trong lời nói của bà ta còn che giấu ý khác. Những lời này thật ra chỉ có một ý, khuyên an thân vương, mọi người phải sống tốt thôi. Cổ dễ nghe là nhằm vào cô và lão thất, về phần tình cổ lại nhằm vào an thân vương. Nếu mẫu thân thật sự lấy hoàng thượng, vậy an thân vương sẽ thế nào? Làm phản. Đây là chuyện chắc chắn. Thương Mai đứng dậy và lùi lại, nhìn Liên Thúy Ngữ, mẫu thân, con gái rất vui mừng khi mẹ cuối cùng có người yêu thích. Con gái xin cáo lui. Đi đi, đi đi. Con không cần tới gặp mẫu thân nữa. Trong lòng mẫu thân rất vui vẻ. Con đi đi, Liên Thúy Ngữ chậm rãi nằm xuống giường. Bà ta không phải là người giỏi ngụy trang. Bà ta vừa tỉnh táo một lát đã cảm thấy đau như bị khoan vào tim. Bà ta sợ mình không có cách nào giấu được nước mắt. Nhưng chẳng mấy chốc, bà ta đã tươi cười đầy hạnh phúc. Một kim của Thương Mai chỉ làm cho bà ta tỉnh táo trong chốc lát thôi. Thương Mai vừa quay người, đã nghe có thái giám bên ngoài kêu lên. Hoàng thượng giá đáo. Thương Mai dừng chân và lùi lại phía sau một bước, cúi đầu. Đôi giày mũi cong thêu con rồng màu vàng xuất hiện trong tầm mắt của Thương Mai. Ống tay áo màu vàng nhạt khẽ lay động rồi dừng lại. Tham kiến Hoàng thượng, Thương Mai cúi đầu hành lễ. Giọng nói Hoàng đế đầy trìu mến, Thương Mai, người tới à? Thương Mai không lộ cảm xúc, vâng, Hoàng thượng, thần thiếp tới thăm mẫu thân. Người đúng là hiếu thuận. Hoàng đế mỉm cười và đi lướt qua bên cạnh cô, bước về phía bên giường. Liên Thúy Ngữ ngồi dậy, trên mặt vẫn là nụ cười ngọt ngào, hạnh phúc, ánh mắt có vẻ sùng bái tới mức si mê điên cuồng. Hoàng thượng, ngài đã tới rồi. Nàng đã khỏe hơn chút nào chưa? Hoàng đế ngồi xuống bên giường, là nơi Thương Mai vừa ngồi. Liên Thúy Ngữ xấu hổ, thiếp thân căn bản không có việc gì, là tại Hoàng thượng không tin thôi. Hoàng đế vuốt ve gương mặt bà ta. Giọng vô cùng cưng chiều, ngốc ạ, ngự y nói sức khỏe của nàng không tốt, nàng phải nằm trên giường nghỉ ngơi. Thương Mai thấy cảnh tượng như vậy, chỉ cảm giác toàn thân đều nổi da gà. Cảnh tượng như vậy thật là buồn nôn. Chương 741, huyết trùng. Liên Thúy Ngữ dựa sát vào Hoàng đế, tay nắm chặt lấy tay áo của ông ta, Hoàng thượng, Thương Mai đã đồng ý chuyện của chúng ta. Ánh mắt của Hoàng đế nhìn ra nơi xa, Thương Mai chỉ cảm thấy ánh mắt đó ngập tràn ý lạnh. Nhưng mà nếu nhìn kỹ lại thật ôn nhu và thân thiện. Thương Mai đồng ý vậy thì tốt, Hoàng đế khẽ cười nói. Da đầu Thương Mai run lên, chỉ có thể giả bộ mỉm cười. Liên Thúy Ngữ lập tức trở nên lo lắng, nhưng mà, ngài và vương gia là huynh đệ,
thần thiếp làm sao có thể gả cho hoàng thượng. Thương Mai bình tĩnh nhìn hoàng đế, chờ ông ta trả lời. Chỉ trông thấy hoàng đế khẽ vỗ nhẹ lên lưng Liên Thúy Ngữ, giọng nói ôn hòa, vì vậy, chúng ta không cần suy nghĩ đến nghi thức này nọ, nàng lấy thân phận huyện chúa ở lại trong cung, nhưng nàng có thể yên tâm, chấm nhất định sẽ đối với nàng thật tốt, sẽ không để nàng cảm thấy ủy khuất. Thần thiếp không ủy khuất, có thể cùng hoàng thượng, cho dù thế nào thần thiếp cũng nguyện ý. Liên Thúy Ngữ dịu dàng nói. Thương Mai thật sự không nhìn nổi nữa, cúi người nói, hoàng thượng, Thương Mai cáo lui. Hoàng đế điềm đạm nói, đi đi. Thương Mai quay người, nhưng lại nhớ ra điều gì, cô hỏi, thần thiếp muốn gặp quý phi nương nương, không biết quý phi nương nương đã về chưa? Về rồi, người đi thăm nàng ấy đi. Sắc mặt hoàng đế thản nhiên như trước, rõ ràng là không để ý đến việc Thương Mai đi gặp Tôn Phương Nhi. Thương Mai nhìn ra thần sắc trong đáy mắt của hoàng đế, chỉ sợ hoàng đế sớm đã biết Thương Mai sắp xếp xong mọi thứ, không sợ Tôn Phương Nhi sẽ tiết lộ điều gì cho cô nghe. Y phục Tôn Phương Nhi mặc vẫn giống như trước đây, rất mộc mạc giản dị, chỉ là trên mái tóc cài thêm một bông hoa cúc. Nàng ta ngạc nhiên nhìn thấy Thương Mai đến, khẽ chớp mắt mấy lần, một câu cũng không nói. Thương Mai biết trước kia nàng ta không có sở thích ăn mặc như vậy, vì thế không khỏi khiến cho cô nhìn bông hoa cúc kia lâu thêm chút. Tôn Phương Nhi dường như cũng biết, đưa tay lên chạm nhẹ vào nó, trêu chọc cười, vừa rồi cùng hoàng thượng từ ngự thiện phòng trở về, tâm trạng của ngài ấy rất tốt cho nên tiện tay hái xuống một bông hoa, cài nó lên cho ta, cô nhìn xem có đẹp không. Thương Mai không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm. Tôn Phương Nhi dường như cũng biết vì sao cô lại tức giận, khẽ gật đầu, vừa rồi cô ở trước mặt hoàng thượng, sợ là cô nén tức giận đã lâu, bây giờ tới chỗ của ta rồi, vì sao còn kiên nhẫn chứ? Vì sao? Thương Mai vô cùng tức giận hỏi. Vì sao? Tôn Phương Nhi đột nhiên bật cười, cười như phát điên, cười chảy ra cả nước mắt, cô không biết sao. Các người để ta đi cứu Hạ Lâm, hoàng thượng thông minh như vậy lẽ nào lại không biết hay sao? Mọi thứ đã mất khống chế rồi, cô cảm thấy hoàng thượng sẽ bỏ qua sao? Ông ta muốn khống chế các người, bởi vì ông ta biết nhược điểm của các người, mà mẫu thân của cô đối với tất cả mọi thứ của cô vô cùng hiểu rõ, hơn nữa, cô không biết sao. Ông ta từ khi còn trẻ cho đến bây giờ đối với mẫu thân của cô rất để tâm, hiện nay ông ta đã có được tất cả những gì ông ta muốn. Thương Mai biết cuối cùng hoàng đế sẽ nhìn thấu, nhưng cô cho rằng dù có biết cũng không phải sợ, bởi vì cô đã đưa được Hạ Lâm ra khỏi cung rồi. Chẳng thể ngờ, cứu được Hạ Lâm, đổi thành nguyên nhân dẫn đến ông ta xuống tay với mẫu thân. Ta không có cách nào không nghe lời của ông ta không thể thoát khỏi sự khống chế giam cầm của ông ta. Ta trốn không ra được nơi tù túng này, ta muốn sống thì nhất định phải nghe lời. Nàng ta đột nhiên ném bông hoa cúc kia xuống, tức giận nói, vì sao ban đầu các người cũng không cứu lấy ta đi. Ai cũng có người cứu, nhưng vì sao chỉ có ta phải cô độc lạnh lẽo ở trong này. Ta cũng là người mà. Thương Mai trông thấy sắc mặt nàng ta trắng bệch, hai hàng nước mắt buồn bã rơi xuống, trong lòng cô không khỏi cũng cảm thấy chua xót. Thẳng cho đến khi cô cảm thấy đó là bởi vì Tôn Phương Nhi tự gieo gió gặt bão, gây tội thì phải chịu tội, dẫu sao nàng ta đã hại rất nhiều người cũng chỉ vì tư lợi của bản thân mình. Nhưng quả thực, rất nhiều khi nàng ta làm vậy đều là thân bất do kỷ, đi nhầm một bước, lại thêm một bước. Không có ai giúp nàng ta quay đầu. Tôn Phương Nhi ngồi xổm xuống, chậm rãi nhặt bông hoa cúc kia lên, bông hoa đã rụng rơi tàn tạ, chỉ còn lại nhị hoa và hai cánh hoa mỏng, nàng ta chậm rãi ngẩng đầu lên. Khuôn mặt càng lúc càng tái nhợt, trước đây ta vẫn luôn nghĩ, ta muốn sống một cuộc sống tốt hơn bất cứ ai, nhưng mà bây giờ, ta chỉ muốn sống một cuộc đời bình an, ta rất sợ phải chết, cả cuộc đời này không có ai quan tâm ta, coi trọng ta không muốn chết. Nàng cẩn thận cầm lấy bông hoa, sau đó nhìn Thương Mai, quỳ mạnh đầu gối, Hạ Thương Mai, ta vẫn luôn hận cô, nhưng ta biết, cô có cách cứu ta cầu xin cô, cứu ta ra ngoài đi, ta không muốn chết. Thương Mai đưa tay đỡ nàng ta, trong lòng nói không ra được cảm xúc, đứng lên đi. Cầu xin cô, Tôn Phương Nhi nhìn cô, cả khuôn mặt ngập tràn khẩn cầu cùng ngọn lửa hy vọng, nhưng ngọn lửa đó cho dù có bùng cháy, vẫn có thể nhìn ra được tuyệt vọng trong đáy mắt. Cầu xin, đó cũng là tia hy vọng cuối cùng, nàng thực ra đã không ôm hy vọng trong lòng. Ai sẽ nguyện ý cứu nàng ta cơ chứ? Nàng xấu xa như vậy, tất cả mọi người đều nói nàng là người xấu. Chân của nàng ta dần trở nên mềm yếu, co lại ngồi trên mặt đất, thê lương bật cười, bây giờ nhớ lại, người đối tốt với ta cũng chỉ có một kẻ ngốc, như vậy cũng tốt, ta vẫn luôn tính sẽ cứu hắn ra ngoài,
cũng xem như hồi đáp lại ân tình cho hắn. Thương Mai lần nữa kéo nàng ta dậy, dùng khẩu hình nói tôi sẽ tận lực. Lời này, cô không nói ra lời, bởi vì cô biết mặc dù trong phòng không có bất kỳ ai, nhưng mà xung quanh đều có tai mắt. Tôn Phương Nhi nhìn cô, nước mắt lập tức tuôn ra. Thương Mai lại nói, xin lỗi, tôi thật bất tài, cô là quý phi của Hoàng thượng, cần hậu hạ chăm sóc cho Hoàng thượng, lần này tôi đến đây chỉ muốn hỏi cô, lúc trước cô gửi cho tôi nhân sâm vì sao lại biến thành con sâu. Tôn Phương Nhi nghe nói thế, sắc mặt lập tức trắng nhợt cái gì. Đúng vậy, rất kỳ lạ, tuyến trùng màu đỏ ở trong bọc nhân sâm mà cô gửi cho tôi, còn nhân sâm thì không thấy. Thương Mai nói, Tôn Phương Nhi hoảng sợ lắc đầu, không, không thể nào. Thương Mai biết nàng ta hiểu lời cô nói, nhưng mà vì sao máu lại biến thành tuyến trùng, cô cũng không biết. Cô có tận mắt nhìn thấy không? Việc này không thể nào, không thể nào được. Tôn Phương Nhi che mặt, nghẹn ngào khóc nức nở, vừa khóc vừa nói, vậy ta chết chắc rồi, ta chết chắc rồi. Thương Mai như mộng, không hiểu hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng đột nhiên sợ hãi, máu đó đột nhiên biến thành tuyến trùng, không biết có phải do máu của Tôn Phương Nhi có vấn đề hay không. Vậy máu của nàng ta, có thể sẽ không cứu được lão thất nữa. Thương Mai nói xong, lập tức trông thấy Tôn Phương Nhi đang khóc đột nhiên bật cười, cười đến điên dại, giống như một người đang phát điên. Sau đó, Thương Mai trông thấy nàng ta dùng khẩu hình miệng nói, Hoàng thương nhất định phải chết. Thương Mai hóa đá, nhìn Tôn Phương Nhi trước sau hết cười lại khóc, tiếng cười của nàng ta đột nhiên trở thành tiếng khóc. Lúc trước nàng ta khóc, là bởi vì biết bản thân sẽ chết. Sau đó đột nhiên cười là bởi vì biết Hoàng thượng cũng sẽ chết, đó là người đàn ông vẫn luôn khống chế nàng ta, đến cuối cùng cũng phải chết. Chỉ là, khi ngừng cười, nàng cũng không thể tránh được cái chết. Thương Mai biết cùng Tôn Phương Nhi tiếp tục nói cũng không nói thêm được điều gì, cô đứng dậy, hơi cúi người, quý phi bảo trọng. Nói xong, bước ra ngoài. Cô không quay về phủ, mà đi đỉnh phong lâu. Hồ Hạnh Nhi trông thấy cô đột nhiên tới, có hơi bất ngờ, sao lúc này cô lại đến đây? Thương Mai trả lời nàng ta bằng một ánh mắt, Hồ Hạnh Nhi nín thở lùi sang bên cạnh, sau đó biểu cảm ngưng trọng hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Hoàng thượng đã biết thân phận của tôi, lợi dụng việc này bịa đặt câu chuyện, nói tôi là Hồ Ly Tinh. Chương 742, bố cục bắt đầu. Hồ Hạnh Nhi đứng lên, hoảng sợ nhìn Thương Mai. Tại sao có thể như vậy? Thương Mai kể hết lại những chuyện đã thấy khi nhập cung với Hồ Hạnh Nhi, sau đó nói, ta tới tìm ngươi. Hy vọng ngươi có thể cẩn thận một chút, bởi vì, Hoàng thượng biết một cuộc xuyên qua, vậy nhất định sẽ chú ý những người này, ví như ta có sự thay đổi đột ngột về tính tình. Hồ Hạnh Nhi gật đầu, ta biết rồi. Thương Mai nói với vẻ nghiêm trọng, Hạnh Nhi, ta cảm giác, màn kịch này của kinh thành, càng lúc càng lớn, càng ngày càng tàn khốc, có lẽ, sẽ có rất nhiều người bị cuốn vào, ngươi nhất định phải không để ý đến, dù cho thế nào, biết chưa? Hồ Hạnh Nhi trầm giọng nói, ta đã biết. Người vạn sự cẩn thận. Thương Mai nhìn nàng ta thật sâu một cái, thời thế loạn lạc cơ hội tốt của thương nhân, nhưng, không nhất định chỉ phát triển Đại Chu, tin tưởng ngươi ở hiện đại, kinh doanh trải rộng toàn cầu, bây giờ các quốc gia quan hệ ngoại giao Đại Chu rất nhiều, ngươi có nên tạm thời rời kinh thành không, đưa đỉnh phong hào ra biên giới. Hồ Hạnh Nhi biết Thương Mai muốn mình rời khỏi kinh thành, để không vướng vào vụ tai bay vạ gió lần này, nhất là, Hồ Hoan Linh Hoàng hậu. Bị Hoàng thượng lợi dụng chuyện chắc như đinh đóng cột. Hồ Hoan Linh kia một phòng mỗi tháng mỗi năm chia hoa hồng không ít, những bạc này, nếu như đều dùng để giúp đỡ Hoàng đế làm chút việc không thể lộ ra ngoài, là sự uy hiếp lớn với mấy người Mộ Dung Khanh. Hoàng đế dùng bạc trong quốc khố, dù sao cũng phải rõ ràng, nhất định phải bàn giao với hộ bộ cùng triều thần, nếu tài chính đến từ nguồn khác, hắn có thể làm rất nhiều chuyện mà người khác không cần biết. Bạc của Hoàng đế, hơn phân nửa bắt nguồn từ Hồ gia. Nhưng gia chủ Hồ gia bây giờ là Hồ Hạnh Nhi, đỉnh phong hào do nàng ta cầm quyền, nếu nàng ta chuyển trọng tâm ra bên ngoài phát triển, như vậy, có thể lấy cớ tạm thời đình chỉ chia hoa hồng, dù sao cuộc mở rộng cần có tài chính. Hạnh Nhi, cảm ơn ngươi, Thương Mai nói khẽ. Đừng nói như vậy, ở đây, ta và ngươi mới xem như thân nhân. Hồ Hạnh Nhi nhớ tới lão gia tử, đương nhiên, còn có lão gia tử. Tôn chỉ của lão gia tử một mực Su Cát Tị Hung. Không muốn cuốn vào chuyện của triều đình, tin tưởng cách này, ông ấy cũng sẽ tán thành. Nhưng, nàng ta cũng không khỏi lo lắng cho Thương Mai, bởi vì, nàng ta nhìn ra được, Thương Mai dự định chủ động đánh ra. Sau này, chúng ta qua lại ít thôi.
Thương Mai đi lên, ôm nàng ta ta một chút, Hạnh Nhi, cảm ơn vì có ngươi. Hồ Hạnh Nhi bị cô làm cho cái mũi mỏi nhừ, nhạy cảm tính không phải thói quen của ngươi. Hai người lại liếc nhìn nhau thật sâu, Thương Mai quay người đi. Sau khi Thương Mai hồi phủ, đi Lam Nhược Các. Uyển Tĩnh đã dọn ra ngoài, chỉ còn lại Uyển Tuệ ở lại đây. Sau khi nàng ta ta bị ném trở về, vẫn luôn lo lắng bất an, sợ bị đuổi ra vương phủ. Thấy Thương Mai bỗng nhiên đến, nàng ta bỗng nhiên đứng lên, cảnh giác mà nhìn cô, ngươi. Ngươi muốn em mờ gì? Nàng ta ta tự nhiên không cho rằng Thương Mai hôm qua thật lòng giữ mình lại, cô nhất định muốn tỏ ra vẻ nhân từ hào phóng trước mặt vương gia nhưng vô cùng xảo trá. Thương Mai ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng nhìn mặt bàn, ánh mắt nhìn thẳng Uyển Tuệ. Uyển Tuệ bị cô nhìn chằm chằm đến trong lòng sợ hãi, lại hỏi một câu, vương phi tới làm gì? Thương Mai lúc này mới đột nhiên cười một tiếng, không cần lo lắng, ta tới cùng ngươi nói chuyện phiếm. Vương phi mời nói, Uyển Tuệ không cho rằng hai người có gì để nói chuyện phiếm. Thương Mai một mặt thân thiết nói, ngồi xuống đi. Uyển Tuệ cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống, đề phòng mà nhìn cô. Uyển Tuệ, ta cho ngươi hai con đường, một, cút ra vương phủ, sau này ta lại có được cô, thấy một lần, đánh một lần, lần thứ nhất chân gãy, lần thứ hai chặt tay, như thế suy ra. Uyển Tuệ thấy cô mang trên mặt nụ cười ôn hòa, nhưng lời nói ra lại ngoan độc như vậy, trong lòng không khỏi kinh hoàng, ngươi. Ngươi sao dám như thế? Ta Hoàng Thái Hậu. Thương Mai đưa tay xua đi, không cần nói với ta những lời nói nhảm này, nghe ta nói con đường thứ hai đây, con đường thứ hai. Ta đưa ngươi hồi cung. Uyển Tuệ nghe xong, lập tức nhảy dựng lên, ngươi muốn ta giúp ngươi hại hoàng hậu. Ngươi mơ tưởng. Vậy ngươi chọn điều thứ nhất sao? Thương Mai mặt lạnh, có ai không, đem Uyển Tuệ. Ta chọn cách thứ hai. Uyển Tuệ thấy Du Ma Ma dẫn theo hai tên thị vệ xuất hiện tại cửa ra vào, hung thần ác sát, không khỏi vội la lên. Thương Mai phất phất tay, để Du Ma Ma dẫn bọn họ lui ra ngoài. Cô một mặt ôn hòa nói, cái này đúng rồi. Làm người nhất định phải thức thời, nếu không sống sót bằng cách nào. Nhưng, ngươi làm thế nào đưa ta hồi cung? Uyển Tuệ nghĩ nghĩ, lại nói, hơn nữa, coi như hồi cung, hoàng hậu cũng sẽ không giữ ta ở bên người hầu hạ. Ta đây tự nhiên sẽ có cách, ngươi chỉ cần nghe ta dặn là được. Khóe miệng Thương Mai ngậm lấy một nụ cười khẽ. Uyển Tuệ nhìn nụ cười này của nữ nhân ôn hòa trước mắt, chỉ cảm thấy cô giống ma quỷ vậy. Hôm sau thỉnh an. Thương Mai dẫn theo Uyển Tuệ vào cung. Trước lúc vào cung, cố gắng ăn mặc một phen, lại để cho nàng ta lấy một miếng lụa mỏng, che khuôn mặt lại. Đi thỉnh an Hoàng Thái Hậu bên kia xong, lại đi thỉnh an Hoàng Hậu Hồ Hoan Linh. Hồ Hoan Linh vô cùng khách khí với Thương Mai lại một mặt lộ vẻ u sầu. Hồ Hoan Linh hỏi, Vương Phi, trong lòng có chuyện không thoải mái. Thương Mai nhẹ nhàng thở dài, hai, bỏ đi, cũng không có việc gì. Hồ Hoan Linh khẽ cười nói, ngươi có chuyện gì, không ngại nói, nếu như bản cung có thể giúp đỡ được, nhất định giúp ngươi. Thương Mai lắc đầu, buồn bã cười một tiếng, hoàng hậu sợ không giúp được. Ngươi không nói, sao biết bản cung không giúp được, hoàng hậu cười nói. Thương Mai đuổi Uyển Tuệ ra ngoài, hoàng hậu nhìn Uyển Tuệ một cái, không nhìn thấy dung mạo của nàng ta, lại nghe được Thương Mai nói khẽ, Hoàng Thái Hậu đưa hai nữ nhân vào phủ của ta, chuyện này, hoàng hậu nương nương chắc đã biết. Lúc đầu coi vương gia sẽ không cho các nàng ta mặt mũi, nhưng chưa từng nghĩ, hai ngày trước, tiện nhân kia vụng trộm vào thư phòng của vương gia, hai người vậy mà. Ai? Thương Mai một mặt phẫn hận, thật sự đã đánh giá thấp ả ta. Hoàng hậu khẽ giật mình, vội an ủi, chuyện này cũng là chuyện tầm thường, nam nhân nào lại không phải tam thê tứ thiếp. Vương phi nhìn thoáng chút là được. Nàng ta trong lòng xem thường Thương Mai không phóng khoáng, ngươi cho rằng mình là quốc sắc thiên hương sao? Còn có thể độc hưởng sủng ái của vương gia. Ngày đó bị ta bắt gặp, hai người ngược còn chưa có chuyện gì chỉ là, chuyện sớm hay muộn, cũng không phải ta ích kỷ, không chấp nhận vương gia có nữ nhân khác, chỉ là, Uyển Tuệ này dung mạo quả thực xuất sắc, ta chỉ sợ. Chỉ sợ giống hoàng thượng độc sủng tôn phương, quý phi nương nương vậy, hay y. Sắc mặt hoàng hậu khẽ biến, lại nhen nhóm lòng hiếu kỳ, Uyển Tuệ này, dáng dấp thật xuất sắc như vậy sao? Không biết so với quý phi nương nương, thì thế nào? Tăng thêm mấy phần duyên dáng, Thương Mai lại than nhẹ, hơn nữa, lại là sự quyến rũ chết người, nam nhân, yêu loại này, tuy nói nàng ta là nô tỳ, trong nhà cũng hoạch tội, không thể thăng làm trắc phi, nhưng cuối cùng chỉ có một vương gia, hắn nếu như kiên trì,
người bên ngoài nhiều lắm chỉ nói vài lời, cũng không sao, thật sự sủng tận xương tủy, vậy còn chú ý đến người khác nói ư. Tính tình vương gia nương nương cũng biết, chuyên quyền độc đoán, tuy nói là huynh đệ của hoàng thượng, nhưng hoàng thượng làm việc, so với hắn có chừng mực nhiều. Hồ Hoan Linh không ngu xuẩn, nghe ra được ý tứ của Thương Mai. Bây giờ ở hậu cung Tôn Phương Nhi độc sủng, nếu có thể có một người có thể chia sự sủng ái của hoàng thượng, tâm tư người sẽ từ từ rời xa Tôn Phương Nhi. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, Uyển Tuệ xuất thân nô tỳ, cùng lắm chỉ là sủng ái mà thôi, trên danh phận không có bất cứ cất nhắc gì, nếu nàng ta tiến cử, hoàng thượng nếu như sủng Uyển Tuệ, cũng nhìn với nàng ta với con mắt khác. Hoàng hậu cười cười, vương phi không cần lo lắng, vương gia đối vương phi đương nhiên là khác rồi. Chương 743, mời công chúa qua đây. Thương Mai chỉ một mực sầu khổ, hai người nói chuyện một lát, Thương Mai gọi Uyển Tuệ tiến đến bái biệt hoàng hậu. Uyển Tuệ theo lời tiến đến, quỳ hành lễ với hoàng hậu. Hoàng hậu bị cô nói nên hiếu kỳ, nhân tiện nói, ngươi là Uyển Tuệ có đúng không? Uyển Tuệ cúi đầu, bẩm hoàng hậu nương nương, nô tỳ tên là Uyển Tuệ. Khăn che mặt của ngươi, cởi ra gọi bản cung nhìn một cái. Hoàng hậu nói. Uyển Tuệ trần chờ một chút, nhìn Thương Mai một chút. Thương Mai gật đầu nói, ngươi để hoàng hậu nhìn một chút đi. Uyển Tuệ chậm rãi bỏ mạng che mặt, lộ ra một khuôn mặt thanh lệ tuyệt sắc. Mắt phượng duyên dáng, phong tình vô tận, da trắng ngần, cả khuôn mặt, dù không phải vô cùng hoàn mỹ, nhưng người khác nhìn rồi, có một cảm xúc trìu mến nhịn không được. Hôm nay Thương Mai tự tay trang điểm cho Uyển Tuệ. Cô rất hiểu người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân, Uyển Tuệ mặt mày mỹ lệ. Nhưng nếu so sánh với Tôn Phương Nhi, chênh lệch một tầng, so với dung mạo Tôn Phương Nhi, nàng ta thua không nghi ngờ. Nhưng nam tử nhìn nữ nhân, không đơn giản chỉ nhìn dung mạo, còn nhìn tư thái và phong tình. Nhất là, nếu như nữ tử phong tình khí độ đột nhiên xuất hiện, sẽ chiến thắng người có dung mạo làm cho người ta rung động. Chỉ thấy Uyển Tuệ quỳ trên mặt đất, ánh mắt linh động, môi đỏ kiều diễm lại không quá mạnh mẽ, lông mi rủ xuống. Mỹ lệ quyến rũ, tóc búi tăng thêm mấy phần lười biếng. Hoàng hậu khẽ gật đầu, quả nhiên nhan sắc rất đẹp. Tạ nương nương khích lệ, Uyển Tuệ có vẻ hơi ngượng ngùng, gương mặt trắng ngần ửng đỏ, lại càng làm cho người ta yêu thích. Hoàng hậu tất nhiên không nhận Uyển Tuệ ngay. Nhưng, lúc Thương Mai xuất cung không lâu sau, Đích Tôn Hồ ra giận đùng đùng vào cung, nói Hồ Hạnh Nhi muốn mở rộng làm ăn, năm nay ngoài chi phí sinh hoạt ra, sẽ không phát lợi nhuận chia hoa hồng nữa. Hồ phu nhân muốn hoàng hậu đối phó Hồ Hạnh Nhi, nhưng, hoàng hậu biết mình dù cho là mẫu nghi thiên hạ, lại không có cách nào dùng thân phận áp chế Hồ Hạnh Nhi, thay đổi phương châm kinh doanh của đỉnh Phong Hào. Nếu không có tài chính viện trợ, dung mạo của nàng ta, không có gì đặc biệt xuất sắc, sao lại được hoàng thượng giữ lại chứ? Nàng ta nhớ tới Uyển Tuệ. Nàng ta lệnh cung nữ trưởng chuyện hoa đoàn tới vương phủ, nói muốn đón Uyển Tuệ cô nương vào cung ở mấy ngày. Cùng lúc đó, hạ nhân vương phủ cũng bắt đầu có một đợt điều động mới. Lần biến động này, để bà Tôn Ma Ma cùng mấy nha đầu mới tới nhập phòng hầu hạ. Du Ma Ma kêu các nàng ta đến trong, vương phi muốn nói chuyện. Người phía dưới xếp thành một nhóm, đứng xuôi tay. Thương Mai ngồi ở ghế trước hành lang, trong tay bưng lấy một ly trà, thần thái nhàn nhạt, các ngươi nhập phủ cũng một thời gian rồi, lần này để bà các ngươi đến hầu hạ bên cạnh ta, một là, trải qua những ngày quan sát. Các người quả thực làm việc lưu loát, thứ hai, ta gần đây cơ thể không tốt, bên người luôn không thể thiếu người, dù ma ma muốn xử lý chuyện trong phủ, không lo được trong phòng, chỉ dựa vào một mình tiểu khuyên, quả thực bận vô cùng. Sau này, ban ngày sắp xếp ba người, ban đêm gác đêm ba người, bảy ngày một vòng, lúc thay ca, tiểu khuyên cùng Tôn ma ma thay thế, nếu vào phòng bên trong hầu hạ, có chút quy củ, dù ma ma sẽ nói với các người rõ ràng, chuyện xấu nói trước, dù sao cũng tốt hơn. Các người nghe cho cẩn thận. Dạ, đám người đồng thanh. Du Ma Ma đứng trên thềm đá, ánh mắt sắc bén đảo qua mỗi người, thanh âm của bà ta không ôn hòa như Thương Mai, vô cùng lạnh lùng, ta là người trong cung gia, quy củ rất nghiêm ngặt, nhất vào phòng hầu hạ, lại càng nghiêm hơn một chút, quy củ ta đã sai người viết ra, sẽ gọi Uyển Tĩnh Tuyên đọc một lần cho các người nghe, các người cẩn thận nghe thì phải nhớ đấy. Dạ, đám người lại đồng thanh. Lúc Uyển Tĩnh tới đọc quy củ, Thương Mai ngồi ở trên ghế, lặng lặng nhìn sự thay đổi trên mặt mỗi người. Đáy mắt Tôn Ma Ma có một tia rất sắc, nhưng che giấu vô cùng tốt, cuối cùng người đã xuất cung, đã qua rèn luyện, rất lõi đời. Thương Mai muốn bắt được người hạ độc với mình trước, người này không bắt được,
cô ăn ngủ không yên. Cô sơ bộ kết luận nha đầu kia bị người khác sai khiến, người sai khiến nàng ta, hẳn là Tôn ma ma. Điều này, Linh Lợi đã thẩm tra, nghe được cuộc nói chuyện của nha đầu kia và Tôn ma ma. Bắt được nha đầu kia, cũng không có ý gì, cần phải nắm được Tôn ma ma trước, sẽ bắt được kẻ đứng sau. Túi thơm, cách mấy ngày sẽ đổi, cho nên, cô không cần chờ quá lâu. Sau khi những người kia mới đến, Thương Mai dường như cũng chỉ dựa vào sự hầu hạ của các nàng ta, Tiểu Khuyên cùng ma ma đều bận rộn những chuyện khác trong phủ. Linh Lợi cũng không biết đi đâu. Thương Mai xem như để mình trần trụi bại lộ ra ngoài. Thấy lúc đổi túi thơm, Thương Mai lấy nha đầu kia hành sự bất lực làm lý do, đuổi ra ngoài. Như vậy, Tôn ma ma không kịp tìm người khác, nhất định được tự mình ra tay. Buổi chiều nay, Thương Mai phát hiện túi thơm đặt ở trong ngăn tủ không thấy đâu. Như vậy, buổi tối hôm nay, Tôn ma ma nhất định sẽ động thủ. Quả nhiên, đêm nay lúc cô nói muốn tắm rửa, Tôn ma ma để nha đầu khác ra ngoài bận rộn chuyện khác, chính bà ta hầu hạ Thương Mai tắm rửa. Trên xà nhà, lộ ra một đôi mắt đen, nhìn chằm chằm dưới đáy hết thảy. Thương Mai ở trong thùng tắm nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy nước ấm xung quanh. Trong đầu, thời không thanh tịnh. Không nghĩ gì cả. Bên ngoài có thanh âm lạnh rung, cô biết Tôn ma ma đang tìm kiếm đồ đạc của mình. Trong phòng không có người, bà ta tại sau tấm bình phong, đều không nhìn thấy gì cả. Một cây ngân châm, bay trong không khí. Chỉ nghe Tôn ma ma kêu đau đớn một tiếng, có người từ trên xà nhà nhảy xuống, một phát bắt được cổ tay của bà ta, đưa bà ta đến sau tấm bình phong. Thương Mai đang ngâm trong nóng hôi hổi, chậm rãi mở to mắt. Hơi nước thấm lông mày lông mi đều một mảnh thấm ướt. Cô xoa mặt một chút, cười như cây ếch ông cười nhìn Tôn ma ma. Tôn ma ma đáy mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, nhưng lập tức chấn định lại, bởi vì, bà ta còn chưa kịp đổi. Là bà, Thương Mai chậm rãi mở miệng, giọng hơi khàn khàn. Là bà ta, tận mắt thấy, tự tay bắt được. Linh Lợi âm thanh lạnh lùng nói. Xử lý tốt túi thơm trước tiên, người trói lại. Vương Phi. Lão nô không hiểu gì, xin ngài chỉ rõ. Tôn ma ma cường ngang ngạnh nói. Linh Lợi cười lạnh một tiếng, từ trong tay áo ta kéo ra túi kéo túi thơm mới, quả thực còn chưa kịp đổi, nhưng túi thơm này bên trong đã chứa tiêu hồn tán và cánh hoa mạn đà la, bà ta phải làm chính là đổ túi thơm này vào túi thơm kia, để dưới đáy đổ vật. Túi thơm này không phải của lão nô, cho dù đưa đến trước mặt Hoàng Thái Hậu, lão nô cũng sẽ không thừa nhận. Tôn ma ma chấn định lại, bà ta cũng không làm gì. Ngươi yên tâm, ta không đưa ngươi vào cung. Thương Mai cười gian ác một tiếng, Hoàng Thái Hậu đã giao ngươi cho ta, ta có thể xử trí ngươi. Tôn ma ma vội la lên, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Vương Phi, ngài nếu muốn xử trí lão nô, Hoàng Thái Hậu sẽ không từ bỏ ý đồ, ngài đây đánh vào mặt lão nhân ra. Thương Mai nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lộ ra nụ cười tươi đẹp đúng, ngươi nói có lý, cuối cùng người trong cung ra, không thể tự mình thẩm vấn. Tôn ma ma thở dài một hơi, nhưng lại nghe được Thương Mai nói, Linh Lợi, tìm người đi phủ công chúa một chuyến, mời công chúa tới đây. Chương 744, Tôn ma ma công khai. Tôn ma ma cũng bắt nạt Thương Mai không dám dùng hình, cuối cùng Hoàng Thái Hậu phái người ra, tốt xấu cũng phải đưa về cung trong chờ đợi Hoàng Thái Hậu xử lý. Trước đó Lương ma ma cũng như vậy. Nhưng, lúc giải vào vương phủ phòng tối, chân Tôn ma ma mềm nhũn. Thương Mai cũng không nóng nảy động thủ, chỉ bảo bà ta nhìn những dụng cụ hành hình kia. Những vật này, ngày xưa không có, bất luận là Mộ Dung Khanh hay Quý Thái Phi, đều không cần dùng vật này, mẹ con hắn ngược lại có một điểm giống nhau, thủ đoạn gọn gàng, đánh là đánh bằng roi, chặt chém đầu, không dùng những món đồ này. Đây là Thương Mai để Vương Tuấn mua về hai ngày trước đó. Vì màn kịch hôm nay, lúc Tráng Tráng đi vào, nghe thấy bắt được Tôn ma ma, tiến vào phòng tối. Ngồi xuống bên cạnh Thương Mai, cười lạnh một tiếng, khai chưa? Không đợi Vương Tuấn nói chuyện, Tôn ma ma hô to oan uổng, công chúa, nô tỳ thật oan uổng, cầu xin công chúa là chủ cho nô tỳ. Tráng Tráng hừ một tiếng, đương nhiên chủ trì công đạo, bản cung đi suốt đêm tới, lẽ nào để xem náo nhiệt à? Từng người các ngươi đứng ngây ra đó làm cái gì? Nơi này dụng cụ đều có rồi, ra chiêu đi. Vương Tuấn thấy Tôn ma ma kia giảo hoạt không thôi, đã sớm muốn động thủ. Nhưng Vương Phi một mực không hạ lệnh, hắn đành phải nhịn xuống, bây giờ công chúa lên tiếng, đùi lập tức duỗi ra, một cước đạp tới, Tôn ma ma ngã xuống, một tiếng kêu đau đớn còn chưa kịp phát ra,
Vương Tuấn một phát bắt được tóc của bà ta kéo dậy, xoay tay, thẳng tay đánh cho Tôn Ma Ma đầu óc choáng váng. Tôn Ma Ma còn vẫn hô hào oan uổng, kêu trời kêu đất, giọng rất bén nhọn. Vương Tuấn lập tức vung tay lên, bảo người trói bà ta lại, rời một cái ghế hổ, muốn ném Tôn Ma Ma lên. Băng ghế con hổ này, kỳ thật chính một cái ghế bình thường, điểm khác biệt duy nhất với cái ghế khác, phía trên cắm đầy cương châm, từng cây cương châm cắm trên gỗ, bén nhọn sắc lẻm, vừa ném lên, Tôn Ma Ma kia như heo bị giết kêu to lên. Chậu than cũng dựng lên, khối sắt thiêu đến đỏ rực trên lò phát ra ánh sáng nóng rực, Tôn Ma Ma thấy trận này, dọa đến hô to, ô tỷ bị oan, bị oan. Miệng quá ồn, nhét một khối sắt tảng vô miệng bà ta đi. Tráng tráng chán ghét nói. Công chúa, nhét rồi nói không ra lời. Vương Tuấn nói. Nói không ra lời thì khỏi nói nữa, quay về nói cho Hoàng Thái Hậu, bà ta xác nhận Hoàng Thái Hậu là người đúng phía sau sai khiến, dù sao, bà ta đã nói không ra lời. Thương Mai thản nhiên nói. Ngươi, Tôn Ma Ma hãi hùng, ngươi sao dám như thế? Ngươi là bà ta phái tới, chứ bà ta còn có ai sai khiến? Cha thẩm tra ngươi, cũng chỉ là làm cho có, xả giận thôi. Ngón tay Thương Mai vịn cái ghế, lạnh lùng thở ơ. Tôn Ma Ma kinh hãi mà nhìn Vương Tuấn dùng kìm sắt kẹp đỏ lửa đi về phía mình, bà ta không cách nào giãy giụa, càng giãy giụa, cương châm cắm vào càng sâu, không ngừng mà sợ hãi la to. Sốt cục, lúc khối sắt tới gần miệng bà ta bỗng nhiên trừng mắt, hô ta khai, ta khai. Thương Mai và Tráng Tráng liếc nhau một cái, sau đó, Thương Mai dặn, mở trói, để bà ta quỳ từ từ khai. Vương Tuấn tuân lệnh, tiến lên kéo lên Tôn Ma Ma, ném xuống đất, ghế hùng kia, đã làm cái mông sau lưng bà ta nhuộm một bãi máu tươi. Tôn Ma Ma quỳ trên mặt đất, khóc nói, nô tỳ khai, Mai Phi nương nương sai nô tỳ hạ tiêu hồn tán vào túi thơm của ngài. Thương Mai mắt sắc lạnh lẽo, Mai Phi. Đứng vậy, Mai Phi nương nương, Tôn Ma Ma cuống quýt dập đầu, nô tỳ lòng tham nhất thời, được Mai Phi nương nương cho 100 lượng bạc và một cây cây châm, cầu Vương Phi thứ tội. Mai Phi sai khiến người hạ độc thế nào, từ từ khai ra. Tráng Tráng lạnh lùng thốt. Tôn Ma Ma khóc đến nước mắt nước mũi đều hòa nhau chảy ra, nghe được Tráng Tráng tra hỏi, bà ta dùng tay áo lau một ít nước mũi, nói, đêm trước khi nô tỳ xuất cung nhập phủ, nô tỳ trong phòng thu dọn đồ đạc, thấy nô tỳ Đông Mai bên cạnh Mai Phi nương nương tìm đến, nàng ta nói nô tỳ trước khi Vương Phi từ Bắc Mạc trở về, hạ dược phấn vào tất cả son phấn bột nước, cho nô tỳ 100 lượng bạc thù lao, nô tỳ lúc ấy nghĩ, Vương Phi dù sao còn chưa có về, chuyện này không có gì nguy hiểm, nên đồng ý. Sau này nhập phủ, nô tỳ thừa dịp trong phủ không người, đem thuốc bột bỏ vào tất cả son phấn, vốn cho rằng việc này cứ như vậy, chưa từng nghĩ nhiều, Vương Phi trở về chưa tới mấy ngày, Đông Mai lại xuất cung tìm đến nô tỳ, cho nô tỳ một ít cánh hoa, để nô tỳ nghiền nát thêm chút thuốc bột bỏ lẫn vào bên trong túi thơm của Vương Phi, bởi vì Vương Phi không tin nô tỳ, cũng không cho phép nô tỳ tới gần Hòa Cúc Các. Nô tỳ đành phải mua một nha đầu để nàng ta đi đổi, bởi vì Đông Mai có nói, thuốc này không tra được có dấu hiệu trúng độc. Cho nên, nô tỳ lúc ấy cũng không lo lắng, đây không phải là, lúc đổi thuốc, nha đầu kia chợt bị đuổi ra ngoài, bất đắc dĩ, nô tỳ đành phải tự mình đổi. Công chúa, Vương Phi, nô tỳ chỉ nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, cầu ngài cho nô tỳ một cái cơ hội, nô tỳ cũng không dám nữa. Thương Mai lạnh lùng thốt lên, nói bậy nói bạ, Mai Phi có lý do gì muốn hại ta? Đánh, đánh tới nói thật ra mới thôi. Nhưng mà, Vương Tuấn bất kể đánh thế nào, Tôn Ma Ma kia nhất định nói do Mai Phi sai khiến. Tráng Tráng nhìn sắc mặt của bà ta, đợi dừng tay, cùng Thương Mai đi ra ngoài. Ta tin tưởng bà ta, là Mai Phi làm, Tráng Tráng lạnh nhạt nói. Thương Mai lắc đầu, không đâu. Nàng ta từng hại ngươi, ngươi còn tin tưởng nàng ta. Tráng Tráng chán nản, Tôn Ma Ma nhìn không giống nói láo, bà ta nói sự thật. Thương Mai cũng cảm thấy Tôn Ma Ma không giống như đang nói láo, nhưng, cô cũng không tin Mai Phi sẽ ngu xuẩn như vậy, chuyện này đối với nàng ta có gì tốt. Trừ phi, Mai Phi cũng bị người khác sai khiến. Cũng không thể nào, nếu nàng ta bị người khác sai khiến muốn hại mình, chuyện Lâm Lâm nàng ta nhất định sẽ tố giác, thủ đoạn này chẳng lẽ không phải càng hữu hiệu sao? Nhưng, Tôn Ma Ma quả thực cũng không giống đang nói láo. Để ta nghĩ một chút, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy. Mai Phi không có khả năng ngu xuẩn như vậy. Trừ phi Tam Hoàng tử lại bị người ta nắm, nhưng Tam Hoàng tử hiển nhiên không sao. Cái này đối với kế hoạch hạ độc cô, lúc cô còn đang Bắc Mạc, người ta đã bắt đầu chủ tính.
Ngươi còn muốn suy nghĩ gì? Khẳng định là Mai Phi. Tráng Tráng chừng nàng ta một chút, ngươi thật ngốc chết đi, nàng ta đã hại ngươi, ngươi còn tin nàng ta. Không, Tráng Tráng, không đơn giản như vậy. Thương Mai bây giờ không thể nói ra tại sao, nhưng, trực giác của cô hẳn không sai, một người phải làm một việc gì, nhất định có động cơ. Mai Phi trải qua giáo huấn lần trước, nàng ta sẽ rõ nhất, chỉ cần lão thất và không ngã ngựa, tam hoàng tử mới có cơ hội ra mặt. Làm mẹ, chỉ mong ngóng con của mình có thể ra mặt, tam hoàng tử là người có tiền đồ, Mai Phi không thể không vì tiền đồ của hắn mà suy nghĩ. Nhưng Tôn Ma Ma nói. Tráng Tráng thấy cô còn đang trầm tư, tức giận nói, nếu ngươi không tin, ta cũng mặc kệ, để nàng ta tiếp tục hại ngươi đi. Nói xong, Tráng Tráng bỏ đi. Thương Mai ảo não muốn gọi ở nàng ta, nhưng, mình cũng nói không nên lời, đành phải để cho nàng ta trở về trước, mình lại điều tra thêm. Chương 745, tìm ra tang vật. Thương Mai lệnh cho Vương Tuấn đi điều tra nơi ở của Tôn Ma Ma, quả nhiên tìm ra 100 lạng bạc và một cây châm. Su Ma Ma cầm cây châm này đến trước mặt Thương Mai, bà ta nói, nô tỳ từng nhìn thấy cây châm này, là của Mai Phi nương nương. Đây là một cây châm bạc có phần đuôi điểm ngọc phỉ thúy, không phải rất quý giá, nhưng chế tác vô cùng tinh xảo, là sản phẩm trong cung đình. Thương Mai từng thấy Mai Phi cài, nhưng, bởi vì là kiểu dáng bình thường, rất nhiều nương nương trong cung đều có. Vương Phi, phải xử lý tên nô tài xảo quyệt này như thế nào? Vương Tuấn hỏi. Thương Mai nói, trước tiên cứ giam giữ. Vâng, Vương Tuấn nhận lệnh. Trở lại Hòa Húc Các, mãi mà Thương Mai vẫn không ngủ được. Cô cũng không phải tin tưởng Mai Phi, mà là cô không tin Mai Phi có thể lấy được loại thuốc này. Trong cung Mai Phi không có thế lực gì, nhà mẹ đẻ lại không có năng lực, muốn bạc không thu xếp được bạc, muốn quyền lực cũng không có quyền lực để dựa vào. Nàng ta sẽ không ngu xuẩn như vậy, biết rõ tình hình trước mắt rối ren cấp bách, nàng ta còn tự tìm chuyện cho mình trong thời điểm này sao? Vương Phi, sợ rằng công chúa sẽ đi tìm Mai Phi. Su Ma Ma nói. Thương Mai ngẫm nghĩ, không sao, để nàng đi. Nhưng mà, nếu như công chúa đi, mà Mai Phi nương nương trong sạch, e rằng sẽ cách lòng. Su Ma Ma lo lắng nói. Nếu nàng ta thật sự không làm, vậy sẽ không cách lòng được, nàng ta sẽ chỉ hận, hận người hãm hại sau lưng nàng ta. Chuyện này, nếu ta không đoán sai, là có người lợi dụng nàng ta, e rằng Đông Mai kia đã phản bội nàng ta. Thương Mai gọi một tiếng, Linh Lợi. Có, Linh Lợi từ ngoài cửa lách vào. Người đi điều tra Đông Mai này xem trước kia nàng ta hầu hạ ở nơi nào. Linh Lợi nói, không cần phải đi, ta đã điều tra người trong cung Mai Phi rồi. Trước kia Đông Mai chỉ là một cung nữ vẩy nước quét nhà trong cung, sau đó vào Nhạc Thanh cung hầu hạ, nhưng cũng chỉ làm chút việc nặng nhọc bình thường. Vào tháng 7 năm ngoái, Mai Phi nương nương bị té ngã bên hồ, nàng ta cõng Mai Phi nương nương trở về. Sau lần đó, nàng ta vào trong điện hầu hạ, hai tháng trước mới được thăng làm trưởng sự của Nhạc Thanh cung. Chưa từng hầu hạ ai khác trong cung. Chưa từng. Thương Mai thầm nghi ngờ, một cung nữ vẩy nước quét nhà tam đẳng lại có thể thăng làm trưởng sự của Nhạc Thanh cung trong vòng một năm ngắn ngủi. Vậy phải là được đặc biệt đề bạt, chắc hẳn Mai Phi không thể tùy tiện thăng cấp cho nàng ta, nô tài trong cung cũng đều được đối xử tùy theo cấp bậc và thâm niên. Mà cô đến Nhạc Thanh cung, dường như chưa từng nhìn thấy Đông Mai này. Ít nhất người hầu hạ trong điện không có Đông Mai, đều là nô tài trước kia của Mai Phi. Hơn nữa, nàng ta tên là Đông Mai, lại hầu hạ Mai Phi, có thể không vì kiêng kỵ mà đổi tên sao? Là ai thăng Đông Mai làm trưởng sự? Thương Mai hỏi. Hoàng thượng. Ánh mắt Thương Mai chợt lóe ra hơi lạnh, Hoàng thượng. Sẽ là hắn ta sao? Vì sao Hoàng thượng lại thăng Đông Mai làm trưởng sự? Linh Lợi nói, nghe nói là khi Mai Phi đi đưa canh sâm cho Hoàng thượng dẫn nàng ta theo, đúng lúc Hoàng thượng đang buồn phiền chuyện quốc sự, khó lòng quyết đoán nên nói đôi câu với Mai Phi không nghĩ ra cách nào tốt, trái lại Đông Mai cung cấp một biện pháp tốt, Hoàng thượng khen ngợi, cười nói với Mai Phi rằng bên cạnh nàng ta có người thông minh như vậy, tốt hơn trưởng sự hiện giờ của Nhạc Thanh cung nhiều. Hơn nữa cái tên Đông Mai này cũng là Hoàng thượng ban cho. Sao, Hoàng thượng sẽ ban tên cho một cung nữ? Đúng vậy, nói dung mạo nàng ta như hoa mai trong tuyết mùa đông, trong xinh đẹp có phong thái thanh cao kiêu ngạo. Hoàng thượng làm như vậy, thích hợp sao? Ban tên cho Đông Mai, chẳng phải đã phạm vào điều kiêng kỵ rồi sao? Chắc rằng khi ấy Hoàng thượng không nghĩ đến điều đó, miệng vàng đã mở, cũng không thu lại được. Linh Lợi nói, Thương Mai nhớ đến mấy ngày trước đến chỗ Mai Phi, cũng không gặp vị cung nữ trưởng sự này,
nếu Mai Phi thật sự tin tưởng nàng ta, chắc chắn sẽ cho nàng ta vào điện hầu hạ, nhưng lại không hề. Có thể thấy được, Mai Phi thăng nàng ta làm trưởng sự, cũng là tâm không cam tình không nguyện. Linh Lợi, người có tin là Mai Phi không? Thương Mai hỏi. Linh Lợi suy nghĩ rồi nói, không biết, hậu cung sâu thẳm, hơn nữa trước đây Mai Phi nương nương từng bán đứng người, bán thêm một lần cũng không kỳ lạ. Nhưng lúc này nàng ta bán đứng ta cũng không có được lợi ích gì, tại sao nàng ta lại phải làm chuyện hại người không lợi mình? Nếu có thể nghĩ ra một chút lợi ích nào đối với Mai Phi, hoài nghi này mới được thành lập. Cũng không thể nông nổi, đột nhiên muốn hạ độc cô là hạ độc ngay. Lại còn tốn công tốn sức đến vậy. Bởi vì trước đây Mai Phi từng bán đứng Thương Mai, người bên cạnh cô đều không quá tin tưởng Mai Phi. Vì vậy, Thương Mai không ngừng nói chuyện giúp Mai Phi, trái lại khiến Du Ma Ma và Linh Lợi lo lắng Thương Mai sẽ mắc lừa lần nữa. Chỉ là, hai người cũng không nói thêm lời quá khích nào. Thương Mai im lặng rất lâu, đưa cây châm cho Linh Lợi, người đi đến phủ công chúa một chuyến, đưa cây châm này cho công chúa, nói là tìm được ở chỗ của Tôn Ma Ma. Linh Lợi giật mình, Vương Phi, người mặc cho công chúa đi tìm Mai Phi sao? Thương Mai gật đầu, đúng vậy, nếu chuyện này thật sự do Mai Phi làm, công chúa đến làm ầm lên, cũng không có gì là lạ. Nếu chuyện này không phải do Mai Phi làm, như vậy có nghĩa là người sau lưng muốn một mũi tên trúng hai con chim, giá họa cho Mai Phi và hại ta, vậy cứ để người kia cho rằng mình thành công rồi đi. Linh Lợi gật đầu, hiểu rồi, ta lập tức đi. Sau khi hồi phủ, Tráng Tráng vẫn rất tức giận, Cầm Chi khuyên nàng ta mấy câu, nàng ta đều nghe không lọt, Cầm Chi đành phải mặc kệ, ra ngoài nấu trà thanh tâm cho nàng ta uống. Công chúa vẫn đang nổi nóng, khuyên cũng không được, Cầm Chi bảo Quỳnh Hoa đến chỗ nhà kho lấy thuốc, thở dài nói. Công chúa là cảm thấy phiền chán, những chuyện này cứ mãi không dứt, mà cũng đau lòng Vương Phi đã làm những gì cho Đại Chu, tất cả mọi người đều nhìn thấy, sao lại không có kết quả tốt chứ? Quỳnh Hoa cũng cảm thấy bất bình thay. Còn không phải sao, thật không biết kiếp trước Vương Phi làm cái gì, sao kiếp này lại gặp nhiều khổ cực như vậy. Quỳnh Hoa hơi do dự, cuối cùng cũng không nói gì. Cầm Chi nhìn thấy nàng ta muốn nói lại thôi, hỏi, sao vậy? Quỳnh Hoa liếc nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói, hôm nay ta ra ngoài mua đồ, nghe thấy có người trong trà lâu nói Vương Phi là hồ ly tinh chuyển thế, hại nước hại dân. Cầm Chi giận dữ, là ai nói bậy nói bạ, không sợ miệng mọc nhọt độc sao? Ôi, nếu để công chúa biết chuyện này, sợ rằng công chúa sẽ tức muốn chết. Ngươi nhất định không được nói cho công chúa biết đấy. Biết rồi, sao ta dám nói? Quỳnh Hoa ngừng một chút, nói, nghe nói những lời đồn này là từ Thứ Châu truyền đến, đúng lúc vương gia đi Thứ Châu, không biết có phải là đi thăm dò chuyện này không? Thật sự hoang đường, dân chúng cũng không thể tin chứ. Cầm Chi nói, cũng hơi lo lắng. Nếu một người nói, đương nhiên không tin, nhưng người người đều nói. Cuối cùng cũng sẽ tin, lời đồn chính là như vậy. Hai người đều không nhịn được buồn rầu, không ngờ, chuyện này chưa xong chuyện khác đã đến. Sau khi nấu trà thanh tâm xong, Linh Lợi cũng đến rồi. Tráng Tráng vừa uống trà, thấy Linh Lợi đi vào, tức giận nói, chủ tử nhà ngươi bảo ngươi đến khuyên bản cung sao? Ngươi trở về nói với nàng, nàng muốn làm rùa rụt đầu, bản cung không làm, sáng sớm ngày mai bản cung sẽ đến Nhạc Thanh Cung. Linh Lợi cười nói, công chúa hiểu nhầm rồi, không phải Vương Phi sai ta tới, là tự ta đến, Vương Phi vẫn cứ tin tưởng Mai Phi, chỉ là, ta không tin. Nàng ta lấy một cây châm ra đưa cho công chúa, ta từng nhìn thấy Mai Phi cài cây châm này, là tìm được từ trong phòng Tôn Ma Ma này đã nhận tội, nói Mai Phi cho bà ta 100 lạng bạc và cây châm này làm thù lao hạ độc. Chương 746, vào cung hỏi tội. Tráng Tráng cầm cây châm lên. Cẩn thận quan sát, đây là kiểu dáng bình thường trong cung, không chỉ Mai Phi, rất nhiều cung tần cũng có. Đúng vậy, ngày mai công chúa có thể hỏi thử Mai Phi, nếu nàng ta lấy ra được, vậy không phải nàng ta, nếu như không lấy ra được, 8-9 phần 10 là nàng ta rồi. Linh Lợi nói, Tráng Tráng cất kỹ cây châm, chủ tử nhà ngươi vẫn có thái độ kia sao? Tin tưởng Mai Phi. Đúng vậy, nàng cảm thấy Mai Phi không thể là người sai khiến đằng sau. Vậy nàng có hoài nghi ai không? Tráng Tráng bình tĩnh hơn rồi, cũng không còn tức giận như trước nữa. Không nói. Tráng Tráng ngẫm nghĩ rồi nói, thật ra quả thật Mai Phi không cần phải làm như vậy, nhưng mà, nàng ta từng bán đứng Thương Mai, Tôn Ma Ma này lại không giống như đang nói dối. Dưới tình huống bị chịu hình phạt nặng, bà ta kiên trì không đổi lời,
vậy có thể thấy bà ta cho rằng người sai khiến mình là Mai Phi. Bà ta cho rằng, Linh Lợi nhướng mày. Ừ, Tráng Tráng suy nghĩ, nhưng, bây giờ cũng không nói trước được nhiều như vậy, ngày mai ta vào cung hỏi Mai Phi rồi tính. Ở trong lòng Tráng Tráng, Mai Phi vẫn là tình nghi lớn nhất. Mặc dù, nàng ta cũng mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Sáng sớm hôm sau, bởi vì không phải thời gian thỉnh an, vì vậy cũng không nhiều người vào cung, Mai Phi cũng thức dậy muộn hơn chút. Tráng Tráng lại cả đêm không ngủ, gà vừa gáy sớm đã vào cung rồi. Vào đến trong cung, sắc trời mới tờ mờ sáng. Nàng ta đi vào Nhạc Thanh cung, cũng không cho người đi gọi Mai Phi, để nàng ta ngủ tiếp, còn mình thì ngồi trong chính điện uống trà. Đông Mai sai người hầu hạ nàng ta, nhưng Tráng Tráng lại chỉ vào Đông Mai nói, không cần phiền phức như vậy, người hầu hạ là được rồi. Đông Mai tỏ vẻ khó xử nói, công chúa, nô tỳ là trưởng sự của Nhạc Thanh cung, cả ngày có nhiều việc phải làm, bây giờ còn phải đi sắp xếp các nô tài khác làm việc, hay là để Cúc Nhi hầu hạ người. Tráng Tráng nhàn nhạt đảo qua khuôn mặt trẻ tuổi nhưng lại khôn khéo của Đông Mai, nàng ta dùng nét mặt kính cẩn, nhưng lời nói lại không như vậy. Nói nhảm gì thế, bảo ngươi hầu hạ thì ngươi hầu hạ, Nhạc Thanh cung không có ngươi thì không được sao? Cầm Chi lạnh lùng nói. Đông Mai vội vàng khom người cười nói, như cô nương nói, hầu hạ công chúa là phúc phận của nô tỳ, chỉ là quả thật Nhạc Thanh cung bận rộn, hoàng thượng nói bữa trưa đến dùng cơm, nô tỳ vẫn phải đến dặn dò bên phía phòng bếp nhỏ chuẩn bị một chút. Tráng Tráng cong môi cười, thì ra còn phải hầu hạ hoàng thượng. Rất tốt. Đông Mai khom người, nếu công chúa đã châm trước, vậy nô tỳ xin cáo lui. Bản cung nói cho ngươi đi lúc nào? Nụ cười trên mặt Tráng Tráng lập tức biến mất, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng ta. Đông Mai khẽ giật mình, lập tức nhíu mày, công chúa, mong người đừng làm khó dễ nô tỳ. Thật to gan, lại dám nói công chúa làm khó dễ ngươi. Cầm Chi tức giận lên tiếng. Quỳ xuống, Tráng Tráng nghiêm nghị nói. Công chúa, đáy lòng Đông Mai hơi hoảng hốt, nhưng vẫn duy trì bình tĩnh trên mặt, nô tỳ không cố ý đắc tội công chúa, chỉ là, quả thật. Quỳ xuống. Ánh mắt Tráng Tráng lạnh lẽo, đừng để bản cung nói lần thứ hai. Mặc dù Đông Mai không cam lòng nhưng cũng đành phải quỳ xuống. Nàng ta nháy mắt với cung nữ bên cạnh, ra hiệu nàng ta đi mời Mai Phi. Tráng Tráng nhìn thấy, nhưng cũng không ngăn cản, chỉ thản nhiên uống trà. Cung nữ kia vội vàng đi tìm Mai Phi, Mai Phi nghe thấy sáng sớm công chúa đã đến, đang chút giận lên Đông Mai, nàng ta lập tức cuống lên. Thay quần áo. Xúc miệng rửa mặt đơn giản rồi đi ra gặp Tráng Tráng. Đi vào chính điện, thấy Đông Mai đang quỳ trên mặt đất, sắc mặt khẽ sầm lại, từ sau khi Đông Mai được thăng làm trưởng sự, thái độ vẫn luôn rất kiêu căng, sợ rằng bây giờ đã đắc tội với công chúa rồi. Tính tình vị hoàng cô này, ôi! Mai Phi mỉm cười tiến lên, khom người hành lễ, thần thiếp tham kiến công chúa. So với nụ cười dịu dàng của Mai Phi, có thể nói khuôn mặt Tráng Tráng rét lạnh đến cùng cực. Mai Phi, lâu rồi bản cung không đến Nhạc Thanh cung này của ngươi, lại không biết bây giờ Nhạc Thanh cung này không còn tầm thường, ngay cả một trưởng sự nho nhỏ cũng dám chống đối bản cung. Mai Phi biết nàng ta khó chơi, Đông Mai này điên rồi phải không? Lại đi đắc tội với nàng ta. Nàng ta tức giận trừng mắt lườm Đông Mai, lại nở nụ cười tươi nói, công chúa bất giận, là thần thiếp không biết cách dạy bảo, sau này thần thiếp nhất định sẽ dạy bảo nàng ta cẩn thận. Đông Mai không cam lòng. Lại cũng không dám lên tiếng, chỉ cảm thấy Mai Phi vô dụng mềm yếu, bị người ta tìm đến tận Nhạc Thanh cung ức hiếp mà vẫn không chịu phản kháng. Mai Phi, ngồi đi, bản cung có một chuyện xin chỉ bảo. Tráng Tráng thản nhiên nói. Vâng, Mai Phi ngồi xuống, công chúa cứ phân phó. Phân phó thì không dám nhận, Tráng Tráng lấy một cây châm ra đưa đến trước mặt Mai Phi, ngươi cũng có cây châm này, có thể lấy cây châm của ngươi ra hay không? Mai Phi liếc nhìn, nói, đúng. Thần thiếp cũng có cây châm này. Nàng ta gọi người, Cúc Nhi, đi lấy cây châm này trong hộp trang sức ra cho công chúa nhìn. Ánh mắt nàng ta đảo qua khuôn mặt Đông Mai đang quỳ trên mặt đất, thấy sắc mặt nàng ta bỗng nhiên trắng bệch, đáy lòng Mai Phi cũng không nhịn được căng thẳng, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Tráng Tráng nhìn chằm chằm Mai Phi, thấy lúc đầu sắc mặt nàng ta không thay đổi, nhưng sau khi liếc qua mặt Đông Mai, rõ ràng sắc mặt nàng ta tăng thêm nghiền ngẫm và hoài nghi. Đáy lòng Tráng Tráng sinh ra nghi ngờ, chẳng lẽ thật sự nghi ngờ nhầm rồi sao? Theo lý thuyết, nếu là nàng ta sai khiến, khi lấy ra cây châm, sắc mặt nàng ta đã thay đổi rồi. Nhưng mà, sau khi nhìn thấy sắc mặt Đông Mai trắng bệch, nàng ta mới biến sắc.
Chuyện này cho thấy, Đông Mai luôn làm một số chuyện không rõ ràng, thậm chí đôi khi người làm nương nương như nàng ta cũng không quản được. Rất nhanh Cúc Nhi đã trở về rồi, phập một tiếng quỳ xuống đất, mang theo tiếng khóc nức nở nói, nương nương thứ tội, nương nương thứ tội, không tìm thấy cây châm kia. Không tìm thấy, Mai Phi giật nảy mình, đã tìm hết chưa? Thường ngày bản cung thích cài cây châm này nhất, chắc hẳn đặt ở vị trí dễ thấy, sao lại không tìm được? Cúc Nhi là người hầu hạ bên cạnh, nàng ta cũng có quyền động vào đồ trang sức, bây giờ không thấy, nàng ta khó tránh được tội, bởi vậy, khóc nức nở nói, nô tỳ đã tìm nhiều lần, vẫn không tìm thấy. Tráng Tráng lạnh lùng nói, vậy Mai Phi không ngại nhìn xem, cây châm này có phải là của ngươi hay không? Mai Phi nghi ngờ nhìn cây châm trên mặt đất, ra hiệu cho Cúc Nhi cầm đến. Cúc Nhi bò đi cầm cây châm lên đưa cho Mai Phi, Mai Phi nhìn kỹ rồi nói, cây châm này là của thần thiếp. Thật ra những cây châm do nội phủ làm này có điểm khác nhau, thần thiếp là Mai Phi, bởi vậy, trên đầu châm điêu khắc một đóa hoa mai, nhưng đường vân rất nhạt, nếu nhìn không kỹ sẽ nhìn không ra. Nàng ta nói xong, ngẩng đầu đã thấy sắc mặt Tráng Tráng sầm lại, trong lòng nàng ta hoảng hốt, công chúa, cây châm này tìm được ở đâu? Cầm Chi trả lời, Mai Phi nương nương, cây châm này lục soát được trong phòng Tôn Ma Ma. Tôn Ma Ma nào? Mai Phi tỏ vẻ nghi ngờ. Vô thức nhìn về phía Đông Mai đã bắt đầu lạnh run người rồi. Hoàng Thái Hậu từng đưa bốn ma ma đến cho Nhiếp Chính Vương Phi, trong đó có hai người bị đưa đi, còn để lại hai người, một người là Tôn Ma Ma, một người là Trần Ma Ma, cây châm này và 100 lạng bạc tìm được ở trong phòng Tôn Ma Ma. Bà ta từng bỏ thuốc thương Mai, bị Linh Lợi bắt tại trận, sau khi sử dụng hình phạt, bà ta khai ra, nói là Mai Phi sai khiến bà ta. Chương 747, ngươi lại dám vụ oan cho quý phi. Lời nói của Tráng Tráng không mang theo cảm xúc, dứt khoát nói ra sự thật, giống như đang kể một chuyện cực kỳ bình thường. Nhưng mà, ánh mắt nàng ta lại sắc bén hệt như một thanh kiếm này cắm ở trên mặt Mai Phi, sắc mặt ánh mắt hay bất kỳ một biểu cảm nào của Mai Phi đều không chạy thoát con mắt của nàng ta. Mai Phi mở to miệng, khiếp sợ tràn đầy đáy mắt. Không, Mai Phi phẫn nộ nói, Tôn Ma Ma đó hãm hại thần thiếp. Tráng Tráng lạnh lùng nói, Tôn Ma Ma nhận tội, nói là Đông Mai trong cung của ngươi liên hệ với bà ta, đưa cho bà ta độc phấn, sai bà ta cho vào trong son phấn và túi thơm của Thương Mai. Mấy ngày trước Thương Mai bị mê man chính là vì thuốc bột này, Tôn Ma Ma đã xác nhận, Đông Mai cho bà ta 100 lạng bạc và một cây châm làm thù lao. Mai Phi quay đầu nhìn Đông Mai, đáy mắt tràn đầy phẫn nộ, có phải ngươi không? Có phải ngươi không? Mới đầu Đông Mai hơi bối rối, nhưng sau khi thấy Mai Phi nổi giận, trái lại không sợ nữa, nương nương, không phải nô tỳ chưa từng làm. Nàng ta biết thủ đoạn của Mai Phi, nàng ta sẽ không dám làm gì, mình lại là người được Hoàng thượng đề bạt, nàng ta nịnh nọt Hoàng thượng còn không kịp, nếu không sao những ngày này nàng ta có thể dễ dàng tha thứ cho mình như vậy. Tráng Tráng nhìn ra manh mối, nhìn Đông Mai nói, người ra ngoài trước, bản cung có chuyện muốn nói với Mai Phi. Đông Mai đứng dậy, vâng. Lập tức quay người rời đi. Mai Phi nhìn Tráng Tráng lắc đầu, đáy mắt đong đầy nước mắt, không phải thần thiếp. Nàng ta không biết phải giải thích như thế nào, nàng ta từng bán đứng Thương Mai, ai cũng sẽ không tin nàng ta. Tráng Tráng nhìn nàng ta, cũng khó phân rõ được thật giả, nói, có phải là ngươi hay không, bản cung chưa kết luận vội, nhưng Đông Mai trong cung của ngươi không trốn được trách nhiệm, Tôn Ma Ma đã nhận tội, nói là Đông Mai liên hệ với bà ta, cũng đưa thuốc bột cho bà ta. Hôm nay bản cung đến đây, vốn dĩ là vì muốn chút giận thay Thương Mai, nhưng bây giờ, bản cung cho ngươi một cơ hội, tự ngươi điều tra, tự ngươi xử lý. Nói xong, nàng ta đứng dậy, nhưng mà, chuyện này tuyệt đối không thể không làm sáng tỏ. Nói xong, dẫn theo Cầm Chi và Quỳnh Hoa lạnh lùng rời đi. Mai Phi siết chặt nắm tay, đáy mắt dâng đầy căm giận. Hiển nhiên công chúa không hoàn toàn tin tưởng nàng ta, Thương Mai là người bị hại cũng sẽ không tin. Hơn nữa Tôn Ma Ma đã chỉ ra là nàng ta không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh trong sạch của mình, ai sẽ tin nàng ta. Chuyện này, cho dù làm ầm đến trước mặt Hoàng thượng, chính mình cũng không chiếm được lẽ phải. Bản thân nàng ta thì thôi đi, nếu như thật sự bị oan uổng, sẽ hại đến Hoàng Nhi. Trong đầu lặp đi lặp lại những năm ở trong cung này. Chuyện này, là ai hãm hại nàng ta? Nàng ta cũng không cần suy nghĩ quá lâu. Trong đầu đã tự động xuất hiện một người. Nghi quý phi, tiện nhân kia. Cuối cùng tất cả nhẫn nhịn của Mai Phi đều hóa thành căm giận.
Những năm này nàng ta vẫn luôn nhẫn nhịn, bởi vì nàng ta biết mình không có chỗ dựa, khuôn mặt cũng không đặc biệt xuất sắc, không giữ được trái tim hoàng thượng, nhà mẹ đẻ cũng không có năng lực, không nhận được sự ủng hộ. Cho dù được nhiếp chính vương và vương phi ủng hộ, từng có quyền cùng giải quyết chuyện hậu cung, nhưng vẫn luôn bị nghi quý phi chèn ép. Nàng ta cho rằng, chỉ cần mình nhẫn nhịn, mặc dù uất ức, nhưng rồi cũng sẽ vượt qua được. Không ngờ bây giờ lửa đốt đến tận trước mặt mình. Còn có thể nhẫn nhịn sao? Bây giờ, ngay cả một cung nữ cũng có thể ức hiếp nàng ta. Đông Mai, ngay đến cái tên cũng nhắc nhở nàng ta rằng, nếu còn tiếp tục nhẫn nhịn, vậy trong cung này, nàng ta ngay cả một cung nữ cũng không bằng. Nghĩ đến đây, toàn bộ mềm yếu và nhẫn nhịn đều bị rút sạch. Tất cả nhục nhã chèn ép mà nàng ta phải chịu đều hóa thành sức mạnh. Người đâu, nàng ta chậm rãi phân phó. Nương nương, Cúc Nhi đi đến. Gọi Nguyệt Đại Nhân dẫn mấy người đến phòng Đông Mai, hễ phát hiện vật gì khả nghi, đều đưa đến trước mặt bản cung. Đông Mai ở ngoài cửa nghe nói như vậy, lạch bạch chạy vào, hai mắt trợn tròn nhìn Mai Phi, nương nương, người thế này là không tin nô tỳ sao. Đúng vậy, Mai Phi nhìn chằm chằm nàng ta, không hề che giấu chán ghét nơi đáy mắt. Nô tỳ không làm gì sai, Đông Mai hùng hồn nói. Làm sai hay không làm sai, không đến lượt ngươi nói. Giọng điệu Mai Phi cao hơn, nói với Cúc Nhi còn không mau đi. Vâng, Cúc Nhi nghe vậy, vội vã rời đi. Đông Mai vội vàng kéo Cúc Nhi lại, không cho phép nàng ta đi, quay đầu vừa đau thương vừa căm giận nhìn Mai Phi, nếu nương nương không tin nô tỳ, cần gì đồng ý với hoàng thượng, thăng nô tỳ làm trưởng sự. Mai Phi cười lạnh, lấy hoàng thượng ra dọa bản cung sao. Hoàng thượng nói ngươi thông minh, nhưng bây giờ ngươi nhìn lại mình đi, quả thật rất ngu xuẩn. Dù hoàng thượng khen ngợi ngươi, nhưng cũng sẽ không vì một nô tỳ mà trở mặt với bản cung. Đông Mai nhất thời hoảng hốt, không đúng, Mai Phi của ngày xưa không phải như vậy, ngày xưa dù nàng ta đắc tội bất kính gì, chỉ cần nói lời này, Mai Phi đều sẽ nhẫn nhịn. Sao hôm nay lại không giống vậy? Cúc Nhi đẩy nàng ta ra ngoài gọi Nguyệt Đại Nhân. Nguyệt Đại Nhân là thủ lĩnh cấm quân của Nhạc Thanh Cung, nhận được lệnh của Mai Phi, lập tức dẫn người đi lục soát phòng Đông Mai. Vừa lục soát đã tìm được rất nhiều đồ vật. Chỉ riêng đồ trang sức của Mai Phi đã có mười mấy món, đều là mấy món bình thường Mai Phi không hay đeo, đặt dưới đáy hòm, nhưng giá trị không nhỏ. Còn có một ít chậu hoa đồ cổ giấu ở dưới gầm giường của nàng ta, Nguyệt Đại Nhân vừa lật lên thì đã tìm được. Mà dưới gối của nàng ta thì phát hiện một bình sứ, trong bình sứ có thuốc bột. Vừa đặt những vật này xuống trước mặt Đông Mai, cả người nàng ta đều sụi lơ trên mặt đất. Lẩm bẩm, không phải của ta, những vật này không phải là của ta. Mai Phi cười lạnh, không phải ngươi, quả thật không phải là của ngươi, mà là ngươi trộm. Mai Phi nhìn bình sứ này, mở ra đổ một ít lên giấy, sau đó nói với Cúc Nhi, ngươi lập tức xuất cung đi tìm Vương Phi, nói bản cung mời nàng vào cung một chuyến. Vâng, Cúc Nhi vội vàng đi. Mai Phi nhất định phải ngăn cơn sóng dữ này, nàng ta đã không có bất kỳ chỗ dựa nào. Không thể mất đi ủng hộ của Mộ Dung Khanh và Thương Mai. Mặc kệ cuối cùng Thương Mai có tin hay không, nàng ta muốn giải quyết xong chuyện của mình. Nương nương, người không thể xử oan cho nô tỳ là do Hoàng thượng đề bạt lên, người không thể tùy tiện bỏ đồ vào trong phòng nô tỳ rồi nói nô tỳ trộm, nô tỳ không làm, càng không sai khiến tôn ma ma này, nô tỳ căn bản không biết bà ta. Đông Mai liên tục giải thích, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều ý chỉ Mai Phi cố ý hãm hại nàng ta. Nguyệt Đại Nhân chắp tay nói, nương nương, quả thật tìm được từ trong phòng nàng ta, còn chuyện nàng ta nói chưa từng nhìn thấy tôn ma ma, đây là giả, ti trước chính mắt thần nhìn thấy các nàng lén lén lút lút gặp mặt sau hòn giả sơn ở ngự hoa viên, lúc ấy thần không biết các nàng đang bí mật bày mưu hạ độc hãm hại, chỉ cho là nói chuyện phiếm bình thường mà thôi. Người ngậm máu phun người, Đông Mai tức giận nói, rõ ràng là các người ghen tức ta được hoàng thượng khen ngợi, các người ghen tức ta. Mai Phi chán ghét nhìn khuôn mặt dương nanh múa vuốt kia của nàng ta, nhìn cũng không muốn nhìn nàng ta thêm nữa, chỉ hạ lệnh, dẫn đi, trước tiên đánh 50 gậy, ném vào phòng giam, chờ bản cung gặp Vương Phi rồi quyết định. Không, Đông Mai nhảy dựng lên, khuôn mặt đầy hoảng sợ, 50 gậy, đó chính là trực tiếp lấy mạng nàng ta đấy, nào còn cần xử trí sau đó nữa. Lần này nàng ta hoảng sợ thật rồi, không ngờ Mai Phi thường ngày mềm yếu, hoặc là không ra tay, vừa ra tay đã muốn mạng người ta. Nương nương thứ tội, nô tỳ thật sự vô tội, là nghi quý phi nương nương. Mai Phi tức giận nói, gan chó của ngươi thật lớn,
lại dám nói Nghi Quý Phi sai khiến. Tình cảm giữa bản cung và Nghi Quý Phi rất tốt, ai mà không biết chúng ta thân thiết. Ngươi lại dám vu cáo hãm hại Nghi Quý Phi ngay trước mặt bản cung. Người đâu, kéo xuống, đánh. Chương 748, trở mặt. Đông Mai bị kéo xuống, trong miệng còn la hét nói là Nghi Quý Phi xúi dục. Mai Phi chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi, không cho người đi ngăn lời của Đông Mai, để cho nàng rêu rao. Không cần Đông Mai nói, nàng cũng biết là Nghi Quý Phi. Đông Mai nói ra, chỉ là vì chính nàng tìm một con đường chết. Vu hãm Quý Phi, khi giết. Động tĩnh của Nhạc Thanh Cung cung tất nhiên cũng truyền đến cung Nghi Lan. Nghi Quý Phi ngồi ở trên tháp Quý Phi gần cửa sổ, trong tay cầm một quyển sách, nghe cung nữ bẩm báo, cũng chỉ cười nhàn nhạt một cái, thế sao? Nhân sự của cung Nghi Lan lưu động rất nhanh, Nghi Quý Phi cách mỗi một thời gian lại đuổi một nhóm người ra ngoài, thu một nhóm người khác về. Lý do nàng ta đuổi đi dĩ nhiên là phục vụ không đắc lực, vì vậy người từ trong cung nàng ta đi ra, trải qua sự sắp xếp của nội phủ, cuối cùng phân đến các cung. Trong cung, Nghi Quý Phi nổi danh khó hầu hạ, vì vậy, người từ trong cung nàng ta đi ra, những cung khác cũng không nói quá kiêng kỵ không thể dùng. Ngược lại, bởi vì quy củ của nàng ta hết sức nghiêm khắc, người trong cung nàng ta có thể so với cung nữ tầm thường khá hơn một chút. Dù sao không phải vào điện hầu hạ thì là dọn dẹp trong cung. Làm chút việc vẩy nước thường ngày, vừa không làm khó, tất nhiên cũng có làm việc ổn thỏa, cất nhắc lên. Người vừa nói gọi là Thanh Phù, vào cung không lâu, cô dẫn dắt mới dậy xong quy củ, trong cung Nghi Quý Phi lại đuổi mấy người ra ngoài, nội phủ vội vàng đưa người tới, dặn dò ngàn vạn các nàng phải hầu hạ thật tốt. Vì vậy, hôm nay bên người Nghi Quý Phi một người cũ cũng không có, đều là người mới. Trong cung Mai Phi trong cung chưa bao giờ dám dung người từ chỗ Nghi Quý Phi đuổi ra. Chẳng qua là nàng cũng không nhắc nhở bất kỳ ai không thể dùng. Nghi Quý Phi rất giỏi phân tích lòng người, lại biết làm thế nào để kiểm soát một người. Nàng ta thậm chí không cần dùng vũ lực và thủ đoạn khác. Giống như đối với Mai Phi biết nhiều bí mật của nàng ta như vậy, nhưng nàng ta đã từng cảnh cáo Mai Phi một câu kêu nàng không tiết lộ ra ngoài sao. Không, nàng không nói, nhưng cũng biết Mai Phi sẽ không tiết lộ. Chẳng qua là nàng ta cho Mai Phi biết nàng ta có đầy đủ năng lực, biến đen thành trắng, điên đảo thị phi. Nàng ta nắm rõ nhược điểm của Mai Phi, sợ gặp chuyện, cẩn thận, hèn yếu, lời của nàng ở trong cung cũng không tiếng nói gì. Vì vậy, Nghi Quý Phi đối với Mai Phi vẫn chỉ xem như nhân vật phụ, hết sức hài lòng. Chuyện này lớn chuyện rồi, nương nương có đối sách gì? Thanh Phù hỏi. Nghi Quý Phi nhấc cằm lên một chút, vẻ mặt khinh miệt, muốn đối sách gì? Sẽ không sợ Mai Phi đến chỗ Hoàng thượng nói sao? Nghi Quý Phi cười một chút, nàng ta dám không? Chỉ là nàng ta mời Nhiếp Chính Vương Phi vào cung, nàng ta không dám, Nhiếp Chính Vương Phi cũng không dám sao? Nghi Quý Phi nhàn nhã nhìn ngoài cửa sổ, ánh nắng loang lổ, thời tiết cực tốt. Hạ thương Mai tin nàng ta, Mai Phi đã từng hại nàng ta, nếu nàng ta cũng tin lời của Mai Phi, vậy coi như thật sự là ngu xuẩn. Nàng ta quay đầu, nhìn Thanh Phù. Nụ cười càng sâu, bổn cung mong đợi sự lựa chọn của nàng ta, chỉ cần nàng ta tin, bổn cung sẽ chờ nàng ta đi tìm Hoàng thượng. Nương nương đều sắp xếp xong rồi sao? Thanh Phù nói. Nghi Quý Phi không lên tiếng, chẳng qua là nụ cười ở khóe miệng càng sâu. Cho dù Hạ Thương Mai tin hay không, nàng ta cũng không gấp. Hạ Thương Mai không tin, chuyện này không giải quyết được gì, cùng lắm là nàng ta bỏ thuốc thất bại mà thôi. Hạ Thương Mai tin, chuyện này vỡ lở ra. Hoàng thượng bên kia sẽ chờ nàng ta làm loạn, như vậy, càng khẳng định chuyện đang truyền trong dân gian. Thương Mai vào cung buổi sáng. Khi đi tới Nhạc Thanh Cung thì thấy Đông Mai thoi thóp bị ném ở trong sân. Thương Mai nhíu mày một cái, nhưng không nói gì, đi thẳng vào. Mai Phi ngồi ở trên ghế, lặng lặng nhìn Thương Mai đi tới. Ra mắt Mai Phi nương nương, Thương Mai tiến lên hành lễ, thái độ hơi lạnh nhạt. Mai Phi nhẹ giọng nói, ngồi. Tạ nương nương, Thương Mai ngồi xuống, trên mặt không biểu tình gì. Mai Phi nhìn cô, nhẹ nhàng than thở, bổn cung biết ngươi không tin, nhưng quả thật không phải bổn cung làm. Lời của Mai Phi rất bất lực, cũng rất tuyệt vọng, nàng ta thậm chí không có cách nào đi biện giải cho mình. Thương Mai chợt cười, nhìn nàng ta, Mai Phi nương nương. Thương Mai ở Nhạc Thanh Cung chừng một giờ thì rời cung trở về phủ. Lại có tin tức truyền từ Nhạc Thanh Cung truyền ra. Nói Vương Phi và Mai Phi nương nương cãi nhau một trận, lúc Vương Phi đi giận đùng đùng. Lời truyền đến tai Nghi Quý Phi,
Nghi Quý Phi lại hơi kinh ngạc, cãi nhau một trận. Đúng vậy, cãi nhau cái gì không người nào biết, nhưng nghe người Nhạc Thanh Cung nói, Vương Phi còn đập một cái chén, lúc đi mặt đầy tức giận. Mai Phi thì sao? Nghi Quý Phi tò mò hỏi. Nghe nói sau khi Vương Phi đi, Mai Phi nương nương ở đóng cửa khóc nửa giờ. Thanh Phù nói. Nghi Quý Phi lắc đầu, không đúng. Nương nương cảm thấy cái gì không đúng? Thanh Phù vội vàng hỏi. Hạ Thương Mai coi như không tin Mai Phi, cũng sẽ không cãi nhau với Mai Phi, người đi hỏi thăm một chút vì chuyện gì. Dạ. Nhưng Thanh Phù lại không dò hỏi được gì. Hơn nữa, chuyện này tựa như cứ như vậy kết thúc, ai cũng không nhắc lại. Đông Mai chết, thi thể bị đưa ra khỏi cung. Trong cung ai cũng biết, Mai Phi và Vương Phi kết oán, nhưng bởi vì chuyện gì lại không ai biết, tóm lại khi vào cung thỉnh an, hai người đều lạnh như băng, không nói chuyện nửa câu. Hôm nay, Tráng Tráng tìm đến Hồ Hoan Linh, nói tới chuyện hai người. Hồ Hoan Linh vẫn luôn không được vị đại trưởng công chúa này thích, hôm nay thấy nàng chủ động tới tìm, không khỏi thụ sủng nhược kinh. Nàng ta không quan tâm chuyện của Mai Phi và Hạ Thương Mai nhưng thấy công chúa phiền ưu, nàng ta cũng buồn phiền theo, nói, đúng vậy, đều là chị em dâu, người một nhà, nếu thật sự có hiềm khích gì thì sẽ không tốt. Còn không phải sao, bổn cung kẹp ở giữa hai người, cũng rất khó làm người. Tráng Tráng nói. Hồ Hoan Linh suy nghĩ một chút, nói, không bằng, bổn cung tổ chức gia yến, mời mấy cung tần và các vương phi vào cung uống rượu, nhân cơ hội nói chuyện một chút. Tráng Tráng rất tán thưởng đề nghị này của nàng ta, hoàng hậu nghĩ chu đáo, có cái gì không vui thì nói ra, người một nhà chẳng lẽ còn có thể thù dai nhớ cả đời sao? Nếu công chúa không phản đối, vậy bổn cung đi làm. Hồ Hoan Linh vui vẻ nói. Ừ, Tráng Tráng thờ ơ nhắc một câu nói, người không cần nhiều, Chiêu Quý Phi bên kia cũng gọi một tiếng đi, nàng ta nếu tới thì tới, không đến thì thôi, không bắt buộc. Đáy mắt Hồ Hoan Linh hơi khác thường. Nàng ta dò xét nói, Chiêu Quý Phi này và công chúa có gì không vui sao? Không có, Tráng Tráng lập tức nói, cười lạnh một tiếng, người ta là người ở đầu quả tim của hoàng thượng, bổn cung làm sao có gì không vui với nàng ta? Tự khai triều tới nay chưa từng thấy hậu phi có thể ở tẩm cung của hoàng thượng, ai không biết còn tưởng rằng nàng ta mới là hoàng hậu, nhưng dù là hoàng hậu cũng không thể ở tẩm cung của hoàng thượng. Hoàng đế là đầu óc mê muội, bị như vậy hồ mị câu lòng, ngay cả tổ tông quy củ đều không quản. Trong lòng Hồ Hoan Linh cũng hận, nếu nói là cương triều thì thôi, có thể cương triều đến mức luôn ở cùng hoàng thượng thì thật quá đáng rồi. Hơn nữa, Tôn Phương Nhi trước kia còn là vị hôn thê của Nam Hoài Vương, thật là không biết xấu hổ. Tráng Tráng tựa hồ thật sự không vui với nàng ta, không nhịn được tiếp tục chê bai, hôm nay đã như vậy rồi, nếu hoài thai long chủng sợ là phải lại tăng phân vị. Hồ Hoan Linh ngẩn ra, hôm nay nàng đã là quý phi, còn có thể tăng sao? Tráng Tráng liếc nàng ta một cái, bổn cung ngày xưa cũng không thích ngươi, nhưng từ khi ngươi vào cung tới nay cũng coi là đảm nhiệm tận tâm, hậu cung trên dưới một lòng, ngôi vị hoàng hậu ngươi làm xem ra rất thích hợp, bổn cung ngày xưa cũng nhìn lầm ngươi rồi. Chẳng qua là, rốt cuộc xuất thân của ngươi bày ở đó, nếu ngươi bị Tôn Phương Nhi cướp trước một bước, chỉ sợ. Chương 749, Hòa Giải. Hồ Hoan Linh nghe lời này, trong lòng càng luống cuồng. Nàng ta muốn áp chế Tôn Phương Nhi. Mới có thể tìm Uyển Tuệ tới. Chẳng qua là, hoàng thượng đã tới nơi này của nàng ta hai lần, cũng thấy Uyển Tuệ hai lần, chỉ là không có cách nào giao hàng ra, hoàng thượng căn bản ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng Uyển Tuệ. Công chúa nói đúng, nếu như Tôn Phương Nhi kia thật sự mang bầu long trùng, xuất thân của mình lại không cao, ngôi vị hoàng hậu sợ này là phải chắp tay nhường. Tráng Tráng nhìn sắc mặt, biết đã cho chúng điểm yếu trong lòng Hồ Hoan Linh thì làm người tốt an ủi thôi, trong lòng bổn cung không vui. Nói với ngươi nhiều lời mấy câu, ngươi cũng không nên để ở trong lòng, ít nhất, hôm nay hoàng thượng còn phải dùng Hồ gia. Hai chữ gia tài cuối cùng, Tráng Tráng chưa nói, nhưng Hồ Hoan Linh trong lòng biết. Chẳng qua là, nghe lời này, đáy lòng nàng ta càng bất an. Hồ Hạnh Nhi từng nói, không thể chia hoa hồng, nói cách khác, nàng ta đã không còn bao nhiêu bạc có thể lấy ra. Trong cung đút lót vẫn phải có, nhưng hoàng thượng bên kia, nếu không có chút cống hiến. Hậu vị này của nàng ta sẽ còn ổn sao? Lại có Tôn Phương Nhi kia một ngày, hoàng thượng cũng sẽ không phát hiện nàng ta tốt. Lời đồn đãi trong thành cũng ồn ào như mặt trời lên cao, bắt đầu chẳng qua là trăm họ truyền lưu, dần dần, quan gia quý tộc cũng nghe được những lời đồn hồ ly tinh. Nhưng ai cũng không nói trước mặt Thương Mai coi như cái gì cũng không biết. Buổi chiều Hồ Hoan Linh cử hành gia yến hôm đó,
Mộ Dung Khanh từ Thứ Châu trở lại. Một đường phong trần, hắn một đường nhanh chóng hồi kinh. Trở lại trong kinh, rửa mặt, ăn một bữa, thần định khí nhàn nói với Thương Mai, mọi chuyện đều thỏa đáng rồi. Lời đồn đại dừng lại rồi. Thương Mai hỏi. Không, càng lớn hơn rồi. Mộ Dung Khanh cười thần bí. Thương Mai ngớ ngẩn, làm lớn ra. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Khanh đưa tay sờ mặt cô, bắt đầu từ ngày mai, nàng ở Tây Uyển, không muốn trở về Vương Phủ. Tại sao? Thương Mai vội vàng, hắn luôn không thích nàng đến gần Tần Châu, hôm nay lại muốn dọn đến ở chỗ Tần Châu. Tần Châu kẻ dâm tặc kia rồi. Mộ Dung Khanh than nhẹ, nhưng trên mặt lại không lo lắng. Nói một chút kế hoạch của chàng người đi, Thương Mai nào có thể chịu được dấu hỏi quanh quẩn ở trong đầu, sao cũng phải hỏi rõ. Mộ Dung Khanh nắm tay nàng, từng bước đi về phía giường nhỏ, bổn vương sẽ nói rõ với nàng, từ từ nói với nàng, nói chi tiết với nàng. Ngoài cửa, Tiểu Khuyên bẻ ngón tay tính, một con, hai con, ba con. Du Ma Ma đánh nhẹ vào đầu nàng, cái gì một cái hai cái ba cái. Tiểu Khuyên nói, ta nghe Lễ Thân Vương Phủ Đại Kim ca ca nói cho Đại Kim Hoàng ở Vương Phủ làm cha rồi, vợ nó đẻ 6 con chó nhỏ, Đại Kim ca ca nói, cho Đại Kim Hoàng ngủ vợ nó 6 lần, cho nên sinh 6 con, ta đây không phải là tính xem Vương gia gần đây ngủ Vương Phi mấy lần sao. Ma Ma, ta đoán chừng, Vương Phi nếu mang thai phải đến mười mấy người. Du Ma Ma mặt đầy tiếc rẻ nhìn Tiểu Khuyên, dáng dấp rất tốt, chỉ là hơi ngốc. Tiểu Khuyên không phục nói, ta dĩ nhiên biết người và chó không giống nhau, nhưng Trần gia bên kia sinh 4 cặp sinh 3, người ta có thể, Vương Phi chúng ta cũng có thể. Du Ma Ma tức giận nói, ta đi tắm trước, người ở đây trông nom, tối nay ta cùng Vương Phi vào cung. Không dẫn theo ta sao? Tiểu Khuyên hỏi. Du Ma Ma cười một chút, tối nay không thích hợp với ngươi, người vẫn nên ngoan ngoãn ở trong phủ đi. Cái gì vậy? Người ta bây giờ đã cơ trí hơn rất nhiều. Tiểu Khuyên lẩm bẩm, trong cung tối nay thiết yến, mời hậu phi trong cung và mấy vị thân vương phi công chúa. Hồ Hoan Linh tất nhiên cũng mời Hoàng Thái Hậu, nhưng Hoàng Thái Hậu khinh thường ở cùng bọn tiểu bối này, làm cao không đến. Tối nay Hồ Hoan Linh dùng danh nghĩa để giúp Thương Mai và Mai Phi bồi dưỡng tình cảm thiết yến mọi người, trước đó cũng đều nói rõ với mọi người rồi. Nghi Quý Phi cũng nể mặt tới, hôm nay nàng ta hết sức thần phục Hồ Hoan Linh. Hồ Hoan Linh kêu nàng ta làm gì, nàng ta đều sẽ làm. Hồ Hoan Linh rất hài lòng sự khôn khéo của Nghi Quý Phi, vì vậy, uy hiếp lớn nhất của nàng ta là Tôn Phương Nhi. Yến hội làm ở Điện Vạn Thọ, Hoàng thượng tự mình phụng bồi Tôn Phương Nhi tới, bởi vì là tụ họp của nữ quyến, hắn uống một ly rượu rồi đi. Sự coi trọng của Hoàng thượng đối với Tôn Phương Nhi làm người không biết nội tình hận đến ngứa răng, trời sinh Tôn Phương Nhi kia còn giả bộ ủy khuất lạnh nhạt. Không biết còn tưởng rằng nàng ta không thỏa mãn ân sủng của Hoàng thượng đối với nàng ta. Bởi vì sự cố tình sắp xếp của Hồ Hoan Linh, Thương Mai và Mai Phi là ngồi gần nhau, nhưng Thương Mai cố tình đổi chỗ với Tráng Tráng, ngồi ở bên người Tôn Phương Nhi, vậy thì cách Mai Phi rất xa. Trong mắt mọi người cảm giác Thương Mai vẫn còn ghi hận Mai Phi. Nguyên nhân hai người xích mích, sau khi tin tức phong tỏa mấy ngày theo chân mọi người, lại qua vài ngày ấp ủ và vài người cố ý thả ra tiếng gió. Mọi người cũng đều biết đại khái, nghe nói là Đông Mai thu mua Tôn Ma Ma, hạ độc Phương Phi, dẫn đến hai chị em dâu xích mích thành thù. Lương Phi thấy Tôn Phương Nhi sắc mặt không tốt thì nói, Quý Phi nương nương hầu hạ Hoàng thượng cực khổ, nhưng cũng phải bảo trọng thân thể, nhìn ngài, càng ngày càng tái nhợt rồi. Tôn Phương Nhi nhàn nhạt ngước mắt, có lòng rồi. Hậu Phi trong cung ai không hận Tôn Phương Nhi chứ? Lời này của Lương Phi thật ra là bắt đầu tẩy chay Tôn Phương Nhi. Một câu hầu hạ hoàng thượng khổ cực làm bao nhiêu người cặp mắt đỏ lên. Đúng như dự đoán, ánh mắt mọi người nhìn Tôn Phương Nhi thêm mấy phần tức giận và ghen tị. Trần Phi cười nhạt một tiếng nói, Quý Phi nương nương dáng vẻ phong lưu, dung mạo xuất sắc, người đàn ông nào không thương. Chẳng qua là lấy sắc làm người, không thể lâu dài, nếu không dưỡng tốt thân thể, hạ sinh long tử cho hoàng thượng, vinh sủng này cũng chỉ là chuyện 2-3 năm. Sau khi Trần Phi sinh tứ hoàng tử vẫn luôn thâm cư ít ra ngoài. Không phải là nàng ta không muốn tranh sủng, mà tứ hoàng tử của nàng ta ra đời không bao lâu thì sốt cao, đầu óc hơi hồ đồ. Nhưng, bất kể nói thế nào, có hoàng tử, phi vị của nàng ta coi như vững chắc. Vì vậy, khi nàng ta nói những lời này tỏ ra hết sức kiêu ngạo. Nàng lấy thân phận người đi trước báo cho biết những người ghen tị kia biết, không cần để ý, sau 2 năm hoàng thượng cảm thấy nhàm chán, thân thể nàng ta không tốt, không sanh được con, hoàng thượng dĩ nhiên là lạnh nhạt với nàng ta.
Hồ Hoan Linh nghe những lời này, trong lòng hoảng sợ. Bởi vì Tôn Phương Nhi không mang thai, nàng ta cũng không. Cũng không biết chuyện gì, tại sao vẫn chưa hoài thai. Nàng ta âm thầm buồn rầu nhưng cũng không có cách nào. Nàng ta thấy người phía dưới không ngừng nói chuyện của Chiêu Quý Phi, không kiềm được nhíu mày nói, hôm nay bổn cung mời mọi người tới nơi này tụ họp một chút, thứ nhất là tăng tình cảm giữa các chị em dâu, hai là. Nàng ta nhìn Thương Mai và Mai Phi, thành khẩn nói, bổn cung nghe nói Nhiếp Chính Vương Phi và Mai Phi không vui cho lắm, mọi người đều là người một nhà, có cái gì không vui, không ngại nói ra, ngàn vạn lần không nên làm tổn thương hòa khí hoàng gia. Mai Phi ngẩn ra, theo bản năng nhìn Thương Mai một cái, Thương Mai cũng nhìn nàng, nhưng khi thấy nàng nhìn sang thì lập tức rời mắt, làm bộ như đang nói chuyện với Tôn Phương Nhi. Mai Phi không kiềm được tức giận, Hoàng hậu nương nương, không phải thần thiếp không muốn hòa thuận, mà là có vài người quá mức cố chấp, không nghe giải thích. Thương Mai nhàn nhạt nói, nương nương nói quá lời, ta không phải cố chấp, mà là chọn việc tốt mà làm. Chương 750, sự mở đầu của cuộc phản kích. Hồ Hoan Linh thấy hai người chưa được một câu đã bắt đầu đối chọi gay gắt, không kiềm được nhìn Tráng Tráng một cái. Tráng Tráng nhíu mày nói, được rồi, hai người ngừng lại đi, cũng không phải là chuyện lớn gì, Thương Mai ngươi cũng vậy, ngày xưa thấy ngươi hào phóng khéo léo, lần này sao lại chui vào sừng trâu. Vô bằng vô cớ cũng không thể oan uổng Mai Phi, đừng ồn ào nữa, lãng phí phần tâm ý của Hoàng hậu. Sắc mặt Thương Mai tái xanh, nhưng cũng không dám chống đối công chúa, chẳng qua là lòng không tình nguyện nói. Nhưng tại sao Tôn Ma Ma chỉ nàng ta không chỉ những người khác? Lời của Điêu Nô kia há có thể tin tưởng. Tráng Tráng đang muốn nói một phen đạo lý, lại thấy Tôn Phương Nhi phốc một tiếng té về bên trái, vừa vặn gục trên người Thương Mai. Nương nương, nương nương, Thương Mai đỡ nàng ta một cái, bị dọa sợ vỗ vỗ mặt nàng ta. Ai, Tôn Phương Nhi này thật là một chút nhẫn nại cũng không có, ồn ào một chút trước không tốt sao? Cứ muốn nhanh như vậy đã tới rồi. Dù Ma Ma vẫn đứng ở sau lưng Thương Mai, thấy Tôn Phương Nhi bỗng nhiên té xỉu, lập tức cùng hai vị thị nữ của công chúa đi tới, hỗ trợ đỡ Tôn Phương Nhi. Hồ Hoan Linh thấy Tôn Phương Nhi té xỉu, mặc dù hận nàng ta chết, nhưng cũng phải làm dáng một chút, vội vàng nói, nhanh đi tìm ngự y. Lương Phi lành lạnh nói, Vương Phi không phải là đại phu sao? Kêu Vương Phi nhìn một chút là được, sợ là đêm qua mệt nhọc, hôm nay tinh thần không đủ thôi. Lời này của Lương Phi rất chua, mọi người nghe lời này của nàng ta đều nhìn khuôn mặt trắng như tờ giấy của Tôn Phương Nhi hơi hả hê. Tráng Tráng nói, không nói nhiều nữa, Du Ma Ma, Cầm Chi, các người đưa Chiêu Quý Phi vào trong điện nghỉ ngơi, lại sai người đi mời ngự y. Dạ, mấy người đỡ Tôn Phương Nhi vào nội điện, điện vạn thọ này tuy nói không có người ở, nhưng trong điện cần gì có đó. Trước khi ngự y tới, Thương Mai trần mạch cho nàng ta, Hồ Hoan Linh muốn đi vào. Lại bị Tráng Tráng kéo cổ tay, thấp giọng cảnh cáo nói, ngươi sao lại ngu như vậy? Tránh hiểm nghi không biết sao. Hồ Hoan Linh ngẩn ra, ý của công chúa là. Tráng Tráng tức giận nói, nàng ta tại sao bỗng nhiên té xỉu? Nàng ta giỏi cái gì? Cái này, Hồ Hoan Linh nhất thời đã biết, Tôn Phương Nhi này biết dùng cổ độc, nếu gần người nàng, chặn đường của nàng ta, đến lúc đó nước không tẩy sạch được. Nàng ta nghiêm mặt, tạ công chúa nhắc nhở. Tráng Tráng lạnh lùng thốt, ta không phải là có lòng muốn cứu ngươi, chẳng qua là tránh cho ngươi bị cắn một cái, đến lúc đó, Hoàng thượng danh chính ngôn thuận phế hậu, cho nàng ta được như ý. Hồ Hoan Linh cắn răng nghiến lợi nói, thật là tâm cơ ác độc. Cũng chỉ là ta suy đoán, chưa chắc đã là như vậy, có lẽ nàng ta thật sự bị bệnh, nhìn mặt nàng ta không phải người có phúc, người cũng vậy, bên người không có người đắc lực sao. Hồ Hoan Linh xấu hổ nói, cái này, bổn cung đúng là. Bên người ngươi có một người dáng vóc không tệ, Tráng Tráng nhìn Uyển Tuệ một chút. Hồ Hoan Linh ai một tiếng, buồn nói, nhưng Hoàng thượng coi thường. Hoàng thượng tới chỗ ngươi mấy lần, chắc là không nhìn kỹ, nếu Uyển Tuệ ở bên người Tôn Phương Nhi, Hoàng thượng ngày đêm thấy vậy thì không giống nhau rồi, chỉ là ngươi cũng phải chắc chắn có thể hoàn toàn nắm nàng trong tay. Tráng Tráng nói, Hồ Hoan Linh trong lòng động một cái, Uyển Tuệ nàng ta đã tìm hiểu, là có lòng muốn trèo lên cành cao. Nếu nàng ta đắc sủng cũng phải dựa vào mình mới có thể vững chắc địa vị, dĩ nhiên là không dám phản mình. Chẳng qua là làm thế nào có thể đưa Uyển Tuệ đến cung Hy Vi. Tôn Phương Nhi kia chắc chắn sẽ không đồng ý. Đang suy nghĩ, thấy đàn chi đi ra, Hoàng hậu nương nương, mời ngài phái người đi vào trước chiếu cố đi, Vương Phi sai đám người nô tỳ đi nấu nước nóng và lấy kim châm.
Hồ Hoan Linh ngẩng đầu nhìn Uyển Tuệ, nhanh chóng nói, người lập tức đi hầu hạ quý phi nương nương. Uyển Tuệ im lặng gật đầu, tiến vào. Nhưng Hoàng thượng nghe Tôn Phương Nhi té xỉu, không để Ngự Y tới, mà trực tiếp phái người đưa Tôn Phương Nhi trở về, để Ngự Y chuyên môn ở cung Hy Vi chữa trị. Thân thể của Tôn Phương Nhi Hoàng thượng sẽ không yên tâm để Ngự Y khác xem, thương mai chắc chắn điểm này. Uyển Tuệ cũng chỉ có thể đi vào ngây ngẩn một hồi, thì bị đuổi đi. Bởi vì chuyện của Tôn Phương Nhi, yến hội cũng tất cả giải tán. Đối với Hoàng thượng coi trọng Tôn Phương Nhi như vậy, Hồ Hoan Linh nhìn đỏ mắt, trở về cung sau, hỏi Uyển Tuệ, ngươi ở bên trong có nghe được Chiêu Quý Phi bị bệnh gì không? Uyển Tuệ lắc đầu một cái, nô tỳ không nghe được, chẳng qua là lại nghe được Vương Phi và kia Du Ma Ma nói chuyện cần chú ý khi mang thai. Có thai, Tôn Phương Nhi kia mang thai. Hồ Hoan Linh kinh hãi, sắc mặt cũng đột nhiên trắng bệch, một tay bắt tay vịn của ghế, móng tay in sâu vào. Điều này, nô tỳ không chắc chắn, Uyển Tuệ thấp giọng nói. Không thể, không thể. Hồ Hoan Linh cắn răng nghiến lợi nói, trong đầu lại không có cách nào. Uyển Tuệ nhẹ giọng nói, nương nương, nếu nàng ta sinh hoàng tử, tình cảnh của nương nương rất nguy hiểm. Hồ Hoan Linh ngã ngồi ở trên ghế, đúng vậy, rất nguy hiểm, nhưng nàng ta có cách gì chứ? Uyển Tuệ thấy sắc mặt nàng ta trắng bệch, nhưng không có cách nào thì nhỏ giọng nói, nương nương, không bằng đi tìm Nghi Quý Phi, nàng ta ở trong cung đã lâu, có lẽ, có cách cũng nên. Đây là vừa rồi nàng ta ở trong điện Vạn Thọ nghe được Du Ma Ma nói, bà ta nói trong cung không có gì phải sợ, chỉ sợ Nghi Quý Phi không tha cho Chiêu Quý Phi. Cho nên, nàng ta mới có thể ra cái chủ ý này, muốn kiếm chút công lao. Hồ Hoan Linh tức giận nói, nếu ngươi không chịu thua kém, bổn cung cũng không đến nỗi luôn phải tìm người hỗ trợ. Nghi Quý Phi không phải là không thể tìm, nhưng nàng ta khẩu vị quá lớn, vào cung mấy ngày nay, tiêu tốn trên người nàng ta không biết bao nhiêu bạc. Nhưng cũng không có cách nào, nàng ta là Quý Phi, nếu nàng ta cung thuận mình thì những tần phi khác không dám xem thường nàng ta nữa. Mặt mũi của Hoàng hậu là nàng ta dùng bạc mua về. Uyển Tuệ cũng tỏ ra vẻ rất uất ức, nô tỳ dung mạo không bằng Chiêu Quý Phi, Hoàng thượng tất nhiên coi thường. Trong lòng lại oán thầm, vẻ thùy mị của Hoàng hậu cũng không kém, sao không giữ được Hoàng thượng. Ngược lại vẫn oán trách nàng ta. Hồ Hoan Linh đứng ngồi không yên, không biết có nên đi tìm Nghi Quý Phi không. Hiện giờ bạc của nàng ta không nhiều lắm, nếu tìm Nghi Quý Phi, sau khi xài hết số bạc này, nhà mẹ bên kia lại không có bạc cung cấp, nàng ta ở trong cung sẽ rất thua thiệt. Đã quen hào phóng, Hoàng Thái Hậu bên kia mỗi tháng cũng không thể không đưa. Nhưng nàng ta không thể để Tôn Phương Nhi sinh ra đứa bé. Nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng nàng ta vẫn đến cung Nghi Lan. Thương Mai và Tráng Tráng cùng xuất cung. Xe ngựa tạch 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 chạy trên đường chính trong kinh thành, người đi đường đã thưa thớt. Người chắc chắn Uyển Tuệ sẽ chuyển cáo những lời đó cho Hoàng hậu. Tráng Tráng hỏi. Thương Mai chắc chắn nói, sẽ, Uyển Tuệ ở trong cung lâu rồi, Hoàng thượng không nhìn thẳng nàng ta, nếu không có được sự sủng ái của Hoàng thượng, Hồ Hoan Linh chắc chắn sẽ không giữ nàng ta, chính nàng ta cũng biết điều này, cho nên, nàng ta hiến mưu kế, chứng minh giá trị của mình. Nhưng không phải ngươi để nàng ta đi hại Hồ Hoan Linh sao? Sao lại biến thành nàng ta lấy lòng Hồ Hoan Linh? Tráng Tráng hỏi. Thương Mai lại cười nói, nàng ta làm được chuyện hại người sao? Lòng thì có, nhưng không có năng lực, chính nàng ta cũng biết năng lực của mình, nàng ta sẽ không giúp ta hại Hoàng hậu, ngược lại, nàng ta sẽ ôm thật chặt lấy bắp đùi của Hoàng hậu, mong đợi có một ngày, có thể được Hoàng thượng nhìn chúng, làm một tần phi, cũng tốt hơn làm thiếp trong vương phủ. Hy vọng ngươi không đoán sai mới tốt, nếu nàng ta thật sự hạ thủ với Hồ Hoan Linh, chúng ta lại phiền toái, nàng ta dù sao cũng là người ngươi đưa vào. Tráng Tráng lo lắng nói. Ta một chưa cho nàng ta độc dược, hai chưa cho nàng ta vũ khí, nàng ở trong cung sao xuống tay hại Hoàng hậu được. Tráng Tráng suy nghĩ một chút cũng phải, Uyển Tuệ kia không đến nỗi ngu xuẩn như vậy, vậy nàng ta có thể nói với Hoàng hậu mục đích ngươi đưa nàng ta vào cung không? Không đâu, nàng ta nói rồi. Hoàng hậu sẽ tin nàng ta thật lòng quy thuận sao? Uyển Tuệ này rất thông minh, thật ra thì, từ sau khi nàng ta không cho rằng ta đưa nàng ta vào cung giết Hoàng hậu, nàng ta chỉ cảm thấy là ta tìm cái cớ đuổi nàng ta đi, cho nên, nàng ta sẽ ôm lấy Hoàng hậu cây to này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 50.